Chàng rể kỳ quái, Giang Hải. Chương 141, làm phiền. Cô muốn đi dạo phố cũng không yên ổn nữa, anh một mực bắt Kim Thâu đi theo. Anh xem cô là một đứa trẻ à? Dù cho thành phố Giang Thanh có lớn hơn so với thành phố Giang Tư đi nữa thì cô cũng không thể đi lạc được. Lan Kiều dùng giọng điệu ghen tị nói, đừng nhăn nhó nữa, Giang Hải nâng cô trong lòng bàn tay sợ vỡ, ngậm cô ở trong miệng sợ tan. Nếu cô bị muỗi chích một nhát, anh ấy còn muốn giết hết 9 đời nhà nó. Thật đáng ghét, cô chỉ toàn nói bừa, Cố Uyển Như lập tức đỏ mặt. Trong lòng cô cũng cảm thấy rất ngọt ngào. Cẩn thận nghĩ lại thì dù Giang Hải không hay làm những chuyện lãng mạn, nhưng anh luôn đối với cô rất tốt, luôn cẩn thận săn sóc cô. Cố Uyển Như thanh thuần điềm tĩnh, quanh người cô toát lên khí chất nhẹ nhàng như tiên nữ. Lan Kiều lại là con gái của Lan gia tài sắc vẹn toàn ở thành phố Giang Tư, dáng người xinh đẹp, nhan sắc khuynh thành. Hai người bọn họ đứng ở trên đường, tất nhiên sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn lại, bọn họ như hai minh tinh màn bạc, rất nhiều người đi ngang qua đều quay đầu lại nhìn. Hai cô em là người thành phố khác tới à? Đột nhiên có một tiếng cười vang lên bên tai bọn họ. Cố Uyển Như quay đầu nhìn, sau đó nhíu mày, không để ý đến người kia. Những người bắt chuyện với người khác ngoài đường kiểu này, căn bản không phải loại người tốt đẹp gì, đặc biệt còn mang theo nụ cười đang khinh làm cho người ta ghê tởm kia nữa. Vài thanh niên đang có vẻ đắc ý đi tới, vừa nhìn đã biết không phải loại người đàng hoàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ăn mặc lòe loẹt như lưu manh thực sự làm cho người khác phản cảm. Thấy Cố Uyển Như không để ý mình, bọn họ cũng không tức giận, chỉ quay đầu đánh giá Lan Kiều. Nếu như so sánh giữa hai người thì Cố Uyển Như quá thuần khiết, vừa nhìn đã biết cô thuộc loại thiếu nữ ngoan ngoãn. Còn Lan Kiều dù người từ nhỏ sống trong an nhàn sung sướng, nhưng thật ra lại là người quản lý toàn bộ Lan gia, nên tất nhiên khí chất của Lan Kiều có phần thành thục hơn. Mà đám lưu manh này lại thích nữ tổng tài bá đạo như Lan Kiều hơn. Người đẹp, đang đợi ai vậy? Đang chờ chồng em đến đấy à? Lan Kiều chỉ cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng, mấy tên lưu manh này đang muốn chết đây mà. Nếu để cho Giang Hải biết mấy tên nhóc này đùa giỡn vợ của anh, không biết anh có cắt của quý của bọn họ cho chó ăn không đây? Đúng vậy, chúng tôi đang chờ chồng đến. Lan Kiều lạnh lùng đáp, cô ta chỉ muốn nhắc nhở đối phương mình đã có chồng rồi. Tốt nhất bọn họ nên cút đi. Ái chà, nói bừa mà lại đúng thật chúng mày kìa. Một đám lưu manh nhìn nhau cười to, trông rất vô lại, thật sự không ngờ hai em lại đang chờ anh đến. Người đẹp, chắc em chưa biết, anh tên là chồng. Nếu các em đang đợi anh, vậy mau đến đây chơi đùa với anh đi. Tụi anh sẽ làm cho các em vui vẻ. Thật không ngờ càng phản ứng với loại lưu manh này bọn họ lại càng lên mặt. Lan Kiều giận tái mặt, tốt nhất các anh nên tránh ra, đừng làm phiền chúng tôi, nếu không các anh sẽ hối hận. Hối hận, bọn họ cười to, anh đây chưa bao giờ biết chữ hối hận viết như thế nào, anh chỉ hối hận nếu như không ngủ được với em thôi. Ha ha ha, cút, Cố Uyển Như tức giận, các anh thật vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ, bọn họ thay đổi sắc mặt, ngừng cười, dám nói ông đây vô liêm sỉ, vậy hôm nay ông đây sẽ cho em xem. Lúc ông đây cởi quần áo rồi sẽ vô liêm sỉ đến mức nào? Ha ha ha! Cố Uyển Như không muốn dây dưa với bọn họ, cắn môi, Lan Kiều, chúng ta đi. Lan Kiều, vẻ mặt của tên lưu manh kia vô cùng đáng ghét, cái tên này thật CMN thi vị đấy. Ấy, đừng đi, anh đây chưa cho các em đi cơ mà. Thấy Cố Uyển Như kéo Lan Kiều rời đi, mấy tên lưu manh lập tức vây quanh hai người. Vừa rồi em còn mắng anh đấy, anh nên tính sổ với hai em thế nào đây? Hiện tại anh cho hai em một cơ hội, cùng chồng đi uống vài ly, sau đó chơi đùa một hồi, nếu không. Nếu không thì thế nào? Lan Kiều nghiến răng hỏi. Nếu không anh đây sẽ làm cho các em thật thoải mái. Cục cưng, đi, để chồng dạy các em phóng túng như thế. Mày có vẻ rất biết cách phóng túng nhỉ? Dạy cho tao xem nào. Kim Thâu cầm theo mấy chai nước đi tới, sắc mặt anh ta vô cùng khó coi. Anh ta mới rời đi một lát mà hai bà chủ đã bị ức hiếp rồi, nếu như để Giang Hải biết việc này, tuy cũng không đến mức bị phạt, nhưng Kim Thâu cảm thấy thật mất mặt, nhiệm vụ đơn giản như vậy anh ta cũng làm không tốt. Mấy tên lưu manh trước mặt không là cái đinh gì trong mắt Kim Thâu cả. Loại này rác rưởi này, chỉ một tay đã có thể xử lý xong. Kim Thâu đang nghĩ mình nên xử lý mấy tên khốn có mắt như mù này như thế nào. Thành phố Giang Thanh không thể so sánh với thành phố Giang Tư.
Kim Thâu chưa xin chỉ thị nên không biết là nên đánh cho tàn phế hay là đánh bất tỉnh đây. Ái chà, đậu ngoé, anh em nhìn đi, trên đầu tên nhóc này mọc một cái thảo nguyên kìa, có khi nào nó đang định kể chuyện gì hay ho với chúng ta nghe đấy. Bọn họ đều xem thường Kim Thâu, đặc biệt là mái tóc xanh lè kia của anh ta, khiến cho bọn họ có đề tài để châm chọc. Các anh em à, xem ra hôm nay chúng ta không chơi đùa hai em gái xinh đẹp này, thì thật có lỗi với tên nhóc lông xanh này rồi. Ha ha ha. Đúng vậy, người anh em yên tâm, bọn tao tuyệt đối sẽ không phụ sự mong đợi của mày đâu, nhất định sẽ làm cho hai em gái xinh đẹp này thích đến điên dại. Cũng làm cho đồng cỏ xanh ngát trên đầu mày càng thêm tươi tốt. Ngôn tình ngược. Chờ bọn tao dạy dỗ xong rồi mày sẽ phát hiện, hai em ấy còn phóng túng hơn so với tưởng tượng của mày đó. Tên lưu manh dẫn đầu cười lớn, gã xắn tay áo lên thò bàn tay bẩn thỉu của gã về phía Lan Kiều. Lan Kiều hoảng sợ lùi ra phía sau hai bước, sắc mặt cô ta rất khó coi. Cố Uyển Như cũng hoảng sợ tái mặt, cô không ngờ thành phố Giang Thanh lại loạn như vậy, lưu manh tụ tập đầy đường. Tay của gã ta sắp đụng đến Lan Kiều, nhưng đột nhiên bị nắm chặt. Sắc mặt của Kim Thâu đã vô cùng khó coi. Mày muốn chết? Chát! Anh ta không chút do dự tát cho gã lưu manh kia một bạt tai. Bộp! Sau đó lại đá cho gã ta một cái. Gã lưu manh kia kêu lên thảm thiết, cả người bị đá bay ra xa 3-4 mét. Gã ta lăn trên mặt đất, nửa ngày cũng không đứng lên nổi. Trong mắt Kim Thâu tràn đầy sự khinh thường, đồng thời cũng chứa đầy lửa giận. Một đám lưu manh vội vàng chạy đến đỡ gã cầm đầu dậy, hỏi han gã ta có sao không. Gã cầm đầu cắn răng giống lên, đừng động vào tao, giết chết bọn nó trước. Hai con đàn bà kia giữ lại cho tao, hôm nay không xơi được tụi nó tao thề không làm người. Bịch, a, à, đậu ngoé. Vài tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, cả đám lưu manh đã bị đánh nằm lăn lộn dưới đất rên rỉ thảm thiết. Xương cốt cả người bọn họ như muốn rơi rụng ra, trong bụng như sông cuộn biển gầm, đau đến mức cả người bọn họ đều toát mồ hôi lạnh. Kim Thâu chậm rãi bước đến, sắc mặt dần dữ tợn, mở to con mắt chó của mày ra nhìn cho rõ, có một vài người cả đời này chúng mày cũng không thể trêu vào. Mày, CMN. Gã cầm đầu run run chỉ tay vào Kim Thâu. Nhe răng trợn mắt, cố gắng chịu đựng cơn đau, mặt của gã ta đỏ lên như mông khỉ. Một đá này của Kim Thâu có lẽ đã làm nội tạng bị thương, đau đến mức cả người gã ta đều đang phát run. Tất cả bọn họ đều không ngờ tên nhóc có quả tóc xanh lè này lại có bản lĩnh lớn như vậy. Ông nội mày, mày có biết đại ca của tao là ai không? Mày chết chắc rồi, có giỏi thì, đừng đi. Kim Thâu khinh miệt hừ lạnh một cái. Đi, anh ta chưa từng nghĩ đến sẽ bỏ đi dễ dàng như vậy. Nhưng hai bà chủ còn muốn đi dạo phố, mấy tên lưu manh chết tiệt này làm cho hai người họ mất hứng, cho dù có giết chết cũng không quá đáng. Kim Thâu không thèm để ý tới đám lưu manh đang lăn lộn trên mặt đất kia, chỉ xoay người đi tới trước mặt hai người Cố Uyển Như. Cố Tổng, Mục Tổng, hai chị tiếp tục dạo phố đi. Đã xảy ra chuyện như vậy, ai còn có hứng thú đi dạo phố nữa cơ chứ? Huống chi? Hai người Cố Uyển Như vẫn đang lo lắng đám lưu manh này sẽ trả thù. Dù sao đi nữa ở thì đây cũng là thành phố Giang Thanh. Mấy tên lưu manh chật vật đứng lên, đồng loạt rút điện thoại ra gọi người tới. Sắc mặt của Cố Uyển Như có chút tái nhợt, cô thở dài nói thôi, không đi dạo nữa, chúng ta tìm một khách sạn nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có việc phải làm. Nhưng Cố Uyển Như vẫn chưa đi được bao xa, ở hai bên ngã tư đường đã có hai nhóm người chạy đến. Chỉ trong chốc lát, hơn 20 người đàn ông cao lớn hùng hổ xuất hiện trước mặt bọn họ. Tên nào tên ấy đều mang vẻ mặt dữ tợn, vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt lành gì. Gã lưu manh dẫn đầu vừa thấy viện binh tới, lại bắt đầu kiêu ngạo. Anh Long, chính là thằng chó tóc xanh này, em nói tên của anh Long ra nó lại nói không biết anh Long chó má gì cả. Những chuyện khác không nói đến, nó mắng chúng em thì chúng em có thể nhịn, nhưng thằng chó này lại dám mắng anh Long. Sao chúng em có thể nhịn được? Cho nên chúng em xông lên đánh. Thằng chó này cũng rất to gan, nó dám đánh em. Mấy anh em còn lại thấy vậy nổi giận nên cũng nhào lên đánh nó. Kết quả, thằng chó này thật sự có bản lĩnh, rất cứng đầu. Gã lưu manh kia hoàn toàn đổi trắng thay đen nói như chuyện có thật, rõ ràng là bọn họ gây chuyện trước, giờ lại đổ cho Kim Thâu là người gây sự. Tên được gọi là anh Long kia cũng không phải thằng ngu. Anh ta biết gã cầm đầu đang nói vớ nói vẩn, nhưng anh ta cũng không vạch trần.
lúc anh ta nhìn về phía Cố Uyển Như và Lan Kiều, ánh mắt của anh ta đã phát sáng như đèn pha rồi. Anh ta chưa từng nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy, tất nhiên cũng nào có cơ hội chơi đùa với mỹ nữ bậc này. Bây giờ trước mắt anh ta là hai cô gái xinh xắn như vậy. Trong lòng anh ta cũng hiểu được, khẳng định là mấy tên lưu manh này thấy người ta xinh đẹp nên muốn đùa giỡn một phen. Nhưng hiện tại lý do xảy ra tranh chấp đã không còn quan trọng nữa rồi. Anh ta chỉ muốn hai em gái xinh đẹp này lại, chơi đùa một phen rồi nói sau. Sau khi dạy dỗ hai em cho tốt rồi đưa cho đại ca, khẳng định sẽ được khen thưởng. Anh Phi, anh nghĩ thế nào? Anh ta nhìn về phía người đàn ông cao to đứng bên cạnh. Anh Phi nhếch miệng cười, lần này tôi nghe theo anh Long. Hai người bọn họ đang ra ám hiệu ngầm. Người ngoài hẳn là không biết, con phố này là đại lộ Hoàng Kim, ai quản lý nơi này một ngày cũng có thể kiếm được bộn tiền. Cho nên từ trước đến nay Lôi đại ca và Bàng đại ca cùng nhau cai quản nơi này, phố Nam là của Bàng đại ca, phố Bắc do Lôi đại ca quản. Mặt cho các thế lực ngầm ở nơi khác người tranh đoạt, nơi này vẫn bình yên vô sự, thậm chí mấy tên đàn em của hai bên còn có thể cùng nhau uống rượu. Bởi vì tất cả mọi người đều biết một khi gây chuyện, thì không có bên nào được lợi cả. Anh Long hỏi một câu như vậy là đang nói, thằng nhóc này không phải là người của các anh phải không? Hai cô em kia cũng không phải người của đại ca các anh luôn phải không? Hai mươi mấy người hùng hùng hổ hổ, nét mặt vô cùng dữ tợn, vừa nghe thấy ở thành phố Giang Thanh còn có người không nể mặt Lôi đại ca và Bàng đại ca, sắc mặt của bọn họ nhất thời trầm xuống. Sau khi xác định xong sẽ không gây xích mích đôi bên, anh Long đi về phía Kim Thâu, anh ta nghĩ thầm trước tiên phải đánh gãy hai chân của thằng tóc xanh này đã rồi mang hai em gái này đi. Anh ta liếm môi, bộ dạng như vô cùng vội vàng muốn mây mưa một phen. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy, chơi một lần sống ít 10 năm cũng đáng. Kim Thâu nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, Cố Tổng, gọi điện cho anh Giang đi, đừng để lát nữa bị thương. Không phải Kim Thâu sợ những người này, nhưng dù sao đối phương cũng có nhiều người hơn, anh ta có thể chấp hết, nhưng một khi ra tay rồi anh ta sẽ không có thời gian bảo vệ cho Cố Uyển Như và Lan Kiều. Nếu hai người bọn họ bị chút thương tổn nào, làm sao Kim Thâu dám nhìn mặt Giang Hải nữa? Anh ấy để anh ta làm lái xe chính là vô cùng tin tưởng anh ta. Cảm thấy mọi chuyện không ổn, Cố Uyển Như lập tức gọi điện thoại cho Giang Hải. Trong biệt thự, phục vụ vừa mới bê hai món lên. Bàng đại ca khách sáo mời Giang Hải động đũa dùng cơm. Đúng lúc này, điện thoại của Giang Hải vang lên, anh cầm điện thoại lên nhìn thấy người gọi đến là Cố Uyển Như. Anh nhìn Bàng đại ca với vẻ mặt xin lỗi. Anh nghe máy, vợ à, ở bên đó đã bàn. Cái gì? Ở đâu? Giang Hải đột nhiên thay đổi sắc mặt, Cố Uyển Như chỉ muốn đi shopping một lát sao lại bị một đám lưu manh bao vây rồi. Sắc mặt của Giang Hải âm trầm đến đáng sợ, anh nói, Bàng đại ca, tôi có chút chuyện, phải đi trước. Nói xong, Giang Hải lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Chương 142, người đẹp. Bàng đại ca cũng rất bất ngờ, vừa rồi bọn họ còn bình tĩnh ngồi tán gẫu câu được câu mất xem như vui vẻ. Sao đột nhiên lại trở mặt rồi? Là một người từng trải, tất nhiên Bàng đại ca cảm nhận được, trên người Giang Hải có khí thế rất đáng sợ. Loại khí thế này làm cho người ta có cảm giác như lọt vào một nơi xác chất thành núi, máu chảy thành sông, bất giác run rẩy sợ hãi. Cậu Giang, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bàng đại ca lập tức nói, nếu như cần tôi giúp đỡ cậu đừng ngại. Giang Hải hỏi, từ đây đến phố đi bộ đi đường nào là gần nhất? Người của thành phố Giang Thanh các người cũng thật bừa bãi, dám ở phố đi bộ quấy rầy vợ của tôi. Bàng đại ca kinh hãi, trong đầu ông ta vang lên những tiếng ong ong. Có người quấy rầy vợ của Giang Hải, tên chuột nhắt nào lại đi đùa bỡn với hổ vậy, đây là chán sống rồi sao? Cậu Giang, là kẻ nào không có mắt như vậy? Ngoài miệng Bàng đại ca hỏi vậy, nhưng trong lòng đã bắt đầu căng thẳng. Phố đi bộ là nơi ông ta và Lôi đại ca cùng nhau quản lý. Vì vậy 50% là do người của ông ta có mắt không tròng. Bàng đại ca không hề hay biết, lúc này ông ta và Lôi đại ca đều không thể trốn tránh trách nhiệm được. Thật sự có câu nói không hề sai, người đang ngồi trong nhà, họa trên trời ụp xuống. Giang Hải không hề để ý tới ông ta nữa, chỉ nhanh chân đi ra khỏi biệt thự. Tần Hiên đã ở ngoài cửa đợi sẵn, chỉ cần Giang Hải lên xe anh ta sẽ lập tức lái xe đến phố đi bộ. Bàng đại ca sợ xảy ra chuyện xấu. Lập tức cho nghiệp gia đuổi theo. Tiễn Giang Hải ra khỏi cửa, Bàng đại ca trầm ngâm một lát,
quyết định gọi điện thoại cho Lôi đại ca, đối thủ một mất một còn của mình. Lúc nhận được điện thoại của Bàng đại ca, Lôi đại ca còn tưởng rằng già này đang gọi để cố ý châm chọc mình khúm núm quá mức với Giang Hải. Không ngờ Bàng đại ca vừa nói chuyện ở phố đi bộ, Lôi đại ca suýt nữa nhảy dựng lên. Ông ta buông điện thoại xuống giận dữ hét lên, thằng khốn nào đang quản lý phố, dám gây phiền toái cho ông đây, ông phải lột da nó ra. Quân sư quán mo không rõ tại sao ông ta lại giận như vậy, vội hỏi có chuyện gì. Lôi đại ca nói, Nam Chiến, cậu đến phố đi bộ một chuyến. Nhất định phải nhanh chân lên. Ở phố đi bộ, anh Long đang nở nụ cười xấu xa. Mặt ngẩng lên một góc 45 độ, lỗ mũi hếch lên trời, thằng nhãi, dám đánh anh em của tao, chuyện này mày muốn tính toán thế nào đây? Mày có biết quy tắc của bọn tao không? Đồ nhà quê. Kim Thâu học theo dáng vẻ của Giang Hải, khoanh tay đứng đó, như không hề để tâm đến bọn lưu manh này. Tôi cũng rất muốn tìm hiểu một chút, quy tắc của thành phố Giang Thanh nó như nào. Đậu ngoé, vẫn còn cứng đầu à? Anh Long hung dữ nói tao nghe, tiền thuốc men phải tính như thế nào? Mày cảm thấy bao nhiêu thì thích hợp? Suýt chút nữa Kim Thâu bật cười thành tiếng. Từ trước tới nay đều là anh ta đi lừa người khác, lần này đến thành phố Giang Thanh, chẳng lẽ còn bị người ở đây lừa tiền à? Quên miệng nó Lôi đại ca Bàng đại ca gì đó đi, trong lòng Kim Thâu chỉ nhận một mình Giang Hải. Giang Hải chính là thần. Chỉ cần mỗi người 100.000 mà thôi. Anh Long nói, mày đánh bọn họ thành như vậy, lấy của mày 500.000 cũng không nhiều, phải không? Không nhiều lắm, không nhiều lắm, ít hơn nhiều so với tao tưởng. Kim Thâu phẩy phẩy tay, không thèm để tâm. Còn nói mình là thằng nhà quê, đại ca của thành phố Giang Thanh mà hé miệng ra đòi có chút tiền ấy. Thiệt con mẹ nó quá phèn. Anh Long sửng sốt, anh ta gặp phải một thằng ngu à? Anh Phi đứng một bên bước lên, lạnh lùng nói, đây chỉ là tiền thuốc men. Phí thương tật, phí tỉnh dưỡng, phí tổn thất tinh thần, còn chưa có tính đâu. Ồ, Kim Thâu hỏi, vậy, tính hết mấy thứ này thì thành bao nhiêu tiền? Một người 200.000, anh Phi suy tính một lát, nói ra một con số. Kim Thâu vừa nghe xong, bật cười ha ha. Tính đâu ra đấy một người có 300.000, bọn họ muốn lừa anh ta một vố nhưng chỉ lừa có nhiêu đó tiền. Chẳng lẽ trông mình rất nghèo sao? Nhưng mà, anh Long trao đổi ánh mắt với anh Phi, lập tức nhìn về phía hai người Cố Uyển Như. Anh Long hất cằm lên, ý bảo mình thích Lan Kiều, còn ý của anh Phi là anh ta thích Cố Uyển Như hơn một chút. Nhưng mà cái gì, Kim Thâu vẫn luôn đứng trước hai người Cố Uyển Như. Dưới tình huống hiện tại, đánh cũng không được mà không đánh cũng không xong. Hai người kia ngầm trao đổi với nhau xong, anh Long nói, chỉ cần hai em gái xinh đẹp kia đi uống cùng anh em bọn tao vài ly, chuyện này xem như xí xóa. Như vậy sao được, Kim Thâu nói, sao có thể cứ xí xóa như vậy được, không đền chút tiền trong lòng tao sẽ không thoải mái. Ái chà, đậu ngoé, suýt nữa anh Phi chửi ầm lên, xem ra đầu óc của thằng nhãi này thật sự có vấn đề. Hai người anh Long cũng lười rông dài, đang muốn ra tay dùng vũ lực ép buộc. Đột nhiên điện thoại cả hai người đồng thời vang lên. Bọn họ vừa thấy người gọi đến, sắc mắt lập tức nghiêm túc. Người gọi điện thoại cho anh Long là Nam Chiến. Còn người gọi cho anh Phi tất nhiên là Đường Tuấn, người đang vội vàng chạy tới phố đi bộ. Hai người bọn họ cúi đầu khom lưng tắt điện thoại, trong lòng anh Long đang run rẩy. Hai chân của anh Phi như nhũn ra, suýt nữa quỳ trên mặt đất. Nuốt mấy ngụm nước miếng, anh Long hỏi một đàn em bên cạnh, ai là Cố Uyển Như? Dạ, tên đàn em kia nào biết người anh ta nói là ai? Bốp, anh Long không chút do dự thưởng cho tên đàn em này một cái bạt tai. Anh Long, em không biết đó là ai hết mà. Tên đàn em kia buông mặt, không hiểu tại sao đột nhiên bị đánh, đáng lẽ anh Long phải đánh thằng tóc xanh kia mới đúng chứ? Cô gái kia, tên là cái gì? Lan Kiều, đúng rồi, Lan Kiều. Hừ, làm ông đây sợ muốn chết. Anh Long thở phào một cái. Nhưng lập tức cảm thấy có chỗ sai sai. Người còn lại thì sao? Tên đàn em kia bụng mặt, mờ mịt lui về phía sau hai bước, lắc đầu liên tục như gà bị mắc cổ. Sau đó anh ta lấy điện thoại ra mở mục hình ảnh. Ảnh của tất cả nhân viên cao tầng của tập đoàn Uyển Như, thậm chí có cả ảnh của những nhân viên trung tầng có chức vị quan trọng. Anh Long và anh Phi cùng nhìn vào ảnh, theo tự nhiên nhìn xuống phía dưới, thấy được chỉ thị của Lôi đại ca và Bàng đại ca. Chỉ cần là người có mặt trong ảnh, tuyệt đối không thể đụng vào, có thể trốn được bao xa thì trốn bấy xa.
cho dù là quỳ xuống cầu xin bọn họ tránh ra cũng phải làm. Nếu ai chọc vào những người này, vậy thì chờ chết đi. Trong đó có ảnh của hai cô gái rất xinh đẹp được xếp hàng đầu tiên. Không phải là hai mỹ nữ xinh đẹp mình đang thèm thuồng trước mặt đây sao? Anh Long như muốn dán mắt luôn vào màn hình di động. Phóng to hai bức ảnh kia lên, cẩn thận xăm soi còn nghiêm túc hơn việc đi tìm mẹ ruột của mình. Anh ta ngẩng đầu lại nhìn hai người Cố Uyển Như vài lần, cảm thấy mình sắp nuốt hết nước bọt rồi. Bàn tay đang cầm di động của anh ta không kìm chế được mà run rẩy. Lúc này, anh Long và anh Phi chỉ cảm thấy bắp chân mình đang run lên sắp đứng không vững. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Bọn họ đã vuốt râu của Diêm Vương rồi. Anh Long, thằng chó tóc xanh kia là người vừa nãy chửi anh đó, nó khinh thường anh nên chúng em mới đánh nó. Thấy anh Long đột nhiên ngẩn ngơ không có phản ứng gì, tên lưu manh kia giơ tay quơ quơ trước mặt anh ta. Anh Long phải trả thù cho tụi em. Chát! Anh Long, sao anh lại đánh em? Bộp bộp bộp! Anh ta tóm lấy cổ áo của tên lưu manh kia trái đấm phải móc, đánh cho gã trợn trắng mắt. Sau đó ném gã qua một bên như vứt rác. Anh Long cùng anh Phi bày ra bộ dạng giống nhau, vội vàng chạy đến, treo lên nụ cười nịnh nọt nhất. Xin hỏi, vị mỹ nữ này họ Cố sao? Cố Uyển Như sửng sốt một lát, cảnh giác lui về phía sau nửa bước, mờ mịt gật đầu. Nhìn thấy Cố Uyển Như gật đầu, hai người họ thật sự ý thức được bọn họ đang đâm đầu vào chỗ chết. Anh Long hít sâu một hơi, cảm thấy mình nên chuẩn bị cho hậu sự rồi. Còn mấy tên khác kêu gào, anh Long, đừng quan tâm bọn họ tên gì nữa, nếu chúng ta dạy dỗ hai em gái này ra trò, sau đó để bọn họ hầu hạ đại ca. Cút con mẹ mày đi, anh Long hận không thể lập tức đạp chết lũ vô dụng này, bọn nó còn chưa nhìn ra sao. Ông đây còn kém chút quỳ xuống xin tha nữa thôi. Bà ngoại mày, anh Long quay người lại, nhấc chân đạp mạnh một cái nữa lên người tên đàn em bị đánh ngu người nằm trên mặt đất. Mày tự tìm đường chết cũng đừng có kéo tao theo. Cô Cố là người mà loại như mày có thể chạm vào sao? Sao không tự tìm một bãi nước tiểu soi lại xem mày là cái thá gì, mà dám nói chuyện với cô Cố? Anh Long vẫy tay với mấy tên đàn em mình mang theo. Lên, đánh cho tao, đánh què mấy thằng ngu này hết đi. Tuy mấy tên đàn em kia vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn hét lớn một tiếng xông lên. Mười mấy người kia lập tức vọt lên, bao vây tay đấm chân đá lên người đám lưu manh kia. Anh Long, em sai rồi. Em không dám, nữa. Anh Long cẩn thận quan sát vẻ mặt của hai người Cố Uyển Như. Trời đất chứng giám, thật sự chỉ là hiểu lầm. Bọn họ chỉ mong hai người Cố Uyển Như không giận chó đánh mèo lên mình thôi. Nhớ lại vừa rồi mình còn nói muốn để Cố Uyển Như hầu mình uống rượu, anh ta hận không thể tự tát chết mình đi. Anh Long, đừng đánh nữa, anh Long. Em chỉ muốn bắt hai cô em này về. Cho anh chơi đùa thôi, em thật sự không có ý ăn một mình. Anh Long vừa nghe xong lập tức nổi điên. Thằng ngu này không đẩy mình vào hố lửa thì không buông tha phải không? Kiếp trước ông đây ăn mất của mày thứ gì rồi? Ngoá nó tụi bây chưa ăn cơm à? Đánh mạnh lên cho ông. Anh Long lại giống giận, đánh nó cho tao, thằng đê tiện, hèn hạ. Mấy tên lưu manh đàng không ngừng kêu rên thật sự khóc không ra nước mắt, anh Long là đại ca của mình, là người mình gọi tới để chống lưng cho mình, lại bảo đàn em đánh mình, còn muốn đánh què mình. Anh Phi đứng ở một bên cũng cảm thấy hoảng sợ, âm thầm cảm thấy may mắn vì mình chưa nói nhiều lời, nếu không cái mạng nhỏ này của anh ta còn giữ được không, anh ta thật sự không dám chắc. Anh ta cẩn thận xoa xoa mồ hôi lạnh, không hé một lời đứng qua một bên. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, Cố Uyển Như nhìn đến ngây người. Rốt cuộc sao lại thế này? Những người này, sao lại tự đánh người của mình? Lan Kiều cũng âm thầm kinh ngạc. Cô ta thật sự không ngờ ở thành phố Giang Thanh, mà Giang Hải cũng có tiếng nói lớn như vậy. Chỉ gọi một cuộc điện thoại mà đám lưu manh này lại bị dọa thành như vậy. Anh Long đi đến trước mặt Cố Uyển Như cúi đầu khom lưng, cô Cố, do tôi chậm trễ không nhận ra cô, thật sự không ngờ cô có quan hệ tốt với đại ca của chúng tôi như vậy. Thật sự xin lỗi, do tôi không quản lý tốt đàn em, để cho cô bị dọa sợ rồi, mong cô rộng lòng bao dung, đừng chấp nhặt với chúng tôi. Anh ta khom lưng, bày ra vẻ tươi cười, nhưng cánh tay lại đang run rẩy. Cố Uyển Như mờ mịt nhìn Kim Thâu, không rõ chuyện gì xảy ra. Kim Thâu lạnh nhạt cười, đột nhiên cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, chỉ đơn giản vì mày không quản lý tốt đàn em thôi à. Trong lòng anh ta lộp bộp một tiếng.
Cố Huyền Như còn dễ nói chuyện, nhưng tên tóc xanh này có vẻ sẽ không bỏ qua cho bọn họ dễ dàng như vậy. Kim Thâu đè thấp giọng nói, âm trầm nói, nếu như hôm nay Cố Tổng và Mục Tổng thiếu một sợi tóc nào, không chỉ có mày, ngay cả đại ca của mày cũng phải chết. Trông thì Kim Thâu có vẻ chỉ đang tỏ ra ngầu lòi, nhưng trên thực tế, nếu Cố Huyền Như thật sự bị thương ở đâu, Giang Hải tuyệt đối sẽ không ngại thanh tẩy thế giới ngầm ở thành phố Giang Thanh này một lần. Đối với chuyện này, Giang Hải sẽ không có chút khách sáo, càng không sẽ có chút thương hại nào. Cả người anh Long run run, tuy trong lòng anh ta không quá tin tưởng lời của Kim Thâu, nhưng ngoài miệng cũng không dám nói một câu bất kính nào. Đại ca, anh nói đùa rồi, chúng tôi nào dám. Chuyện này, đều là hiểu lầm. Anh ta vừa quay đầu đã thấy đàn em mình dừng tay. Lại giống giật, ai cho chúng mày ngừng, ngây ngẩn cái gì, đánh tiếp cho tao. Dù sao cũng là anh em trông coi cùng một con phố, những người này cũng không thể đánh chết bọn họ, nhưng tiếp tục đánh như vậy, bọn lưu manh kia không chết cũng tàn. Đừng đánh nữa. Người lên tiếng là Cố Huyền Như. Cố Huyền Như sợ hãi, sắc mặt cũng càng trắng bệch. Bởi vì mấy người nằm trên mặt đất kia đã sắp kêu không ra tiếng nữa rồi. Bọn họ đang muốn đánh chết người sao? Thấy Cố Huyền Như lên tiếng, anh Long vội vàng nâng tay, dừng. Mà ngay lúc này một giọng nói vang lên bên ngoài đám người. Đánh tiếp. Chương 143, thu tiền về tay. Một đám lưu manh trong lúc nhất thời sửng sốt, không biết nên dừng hay là tiếp tục đánh. Bọn họ mờ mịt nhìn anh Long. Anh Long trừng mắt, nhìn tao làm gì? Tụi mày không nghe thấy lời của cô Cố à? Nghe thấy, tất nhiên nghe thấy. Ngay sau đó anh Long nhìn về phía đám người, mắng con mẹ nó thằng nào mắt mù dám nói bậy bạ ở đây. Mày bước ra đây cho tao nhìn xem mày là cái giống gì. Anh ta tưởng đây chả phải chuyện lớn gì. Giang Hải đi giữa đám người, sắc mặt lạnh lùng bước vào chính giữa, tôi bước ra rồi đây, anh định làm gì? Trong mắt Giang Hải thì bọn họ chọc đến người phụ nữ của mình, có đánh chết cũng không quá đáng. Ha ha, tên nhóc nhà mày cũng gan đấy. Anh Long thầm nghĩ anh ta không thể trêu vào tập đoàn Uyển Như, chẳng lẽ còn không dám đánh chết một thằng nhãi sao? Còn là một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch không biết sống chết. Nhưng ngay lập tức, anh Long cảm thấy có gì đó không thích hợp, bởi vì trông Giang Hải rất quen mặt. Anh ta lấy di động ra vội vàng tìm kiếm, thanh niên có vẻ ngoài xấu xí trong bức ảnh được xếp đầu tiên kia không phải là tên nhóc đuôi mù trước mặt anh ta sao? Bộp! Anh Long làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, khóe miệng anh ta co rúm. Mình đang làm cái gì thế này? Đã kề cận cái chết còn điên cuồng vuốt râu Diêm Vương. Người không thể đụng đến nhất của tập đoàn Uyển Như, Giang Hải. Lại bị anh ta mắng. Lúc này, rốt cuộc Cố Uyển Như cũng hiểu được. Vì sao sau khi mấy tên lưu manh này nhận một cuộc điện thoại lại trở nên sợ hãi khúm núm như vậy? Thì ra là bởi vì có Giang Hải. Tuy không biết Giang Hải làm như thế nào mà khiến cho bọn họ sợ đến như vậy, nhưng nhìn thấy Giang Hải đến, Cố Uyển Như đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ngay sau đó, lại một người bước vào từ phía sau đám người. Là Đường Tuấn, một trong hai đại sát thần ở thành phố Giang Thanh. Tuy anh Long là đàn em của Lôi đại ca, nhưng nếu nghiệp gia giết anh ta như giết heo hay có chôn sống anh ta thì Lôi đại ca cũng sẽ không hé một lời nào. Nhưng mà vẫn chưa hết, một chiếc xe đang phi nhanh đến, dừng ở cách đó không xa. Đầu xe bị tông móc một bên, dưới xe còn có dầu máy chảy ròng ròng. Phố dành riêng cho người đi bộ luôn có vật cản trên đường. Vì vậy Nam Chiến trực tiếp tông thẳng vào nên mới ra nông nỗi này. Trước mắt bao người, nghiệp gia đứng ở phía sau Giang Hải. Còn Nam Chiến một đường chạy tới cũng khom lưng chào. Nam Chiến, một trong hai sát thần của thành phố Giang Thanh, vậy mà khom người chào Giang Hải. Không ít người bị một màn này làm cho ngốc rồi, rốt cuộc thanh niên này có thân phận như thế nào? Hai đại sát thần của thành phố Giang Thanh tề tựu đông đủ như vậy còn. Cung kính với anh như thế. Ngay lúc anh Long nhìn thấy Nam Chiến, anh ta đã chuẩn tâm lý phải mua quan tài cho mình rồi. Như vậy xem như rõ ràng rồi. Lời của tôi không có giá trị. Giọng nói lạnh như băng của Giang Hải lại vang lên. Cả người anh Long đều đang run rẩy, anh ta lắp bắp nói, đánh. Đánh cho tao, đánh chết tụi nó. Một đám đàn em lập tức giống như đang xách gậy đập heo. Đánh cho đám lưu manh kia ngã lăn ra đất kêu không thành tiếng, miệng mũi đã có máu chảy ra. Giang Hải đi đến trước mặt Cố Uyển Như, sờ sờ khuôn mặt bị dọa sợ tới mức trắng bệch của cô. Vợ à, em có không sao?
Khuôn mặt thanh tú của Cố Uyển như nháy mắt đỏ bừng lên, Giang Hải, bảo bọn họ đừng đánh nữa, xảy ra án mạng bây giờ. Đám người kia vẫn còn tiếp tục đánh, Giang Hải lại nói, vợ tôi nói cái gì các người không nghe thấy sao? Giang Hải đau lòng ôm Cố Uyển như vào trong ngực. Cố Uyển như đỏ mặt, giãy dụa tượng trưng một lát, giống như đứa nhỏ đã gây ra chuyện, nhưng cuối cùng vẫn nũng nịu dựa vào lòng Giang Hải. Đột nhiên bị cầu lương của đôi vợ chồng thâm tình đập vào mặt, ngay cả Lan Kiều cũng vội vàng lui ra sau vài bước. Nam Chiến cũng hiểu được đại khái chuyện gì đã xảy ra, anh ta bước lên hung ác đấm cho anh Long một cái. Có phải mày muốn chết không? Đánh anh ta ngã lăn xong, Nam Chiến nói, mang hết tất cả bọn họ đi cho tôi. Trong lòng anh ta không ngừng mắng to, chờ đến khi trở về anh ta nhất định phải dạy dỗ mấy thằng nhãi con ngu xuẩn này một trận nên hồn, cho bọn nó thấy hậu quả của việc có não mà không có mắt, đi tìm phiền phức cho anh ta. Khoan đã, người lên tiếng là Kim Thâu. Nếu Giang Hải đã đến đây, Kim Thâu cũng không cần phải cố kỵ gì nữa. Vừa rồi, ai nói phải đền tiền? Đền tiền. Sắc mặt của Nam Chiến càng thêm khó coi. Anh ta nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Đánh người ta sắp chết còn muốn người ta cảm ơn mình, đây chẳng phải là tác phong của Giang Hải sao? Nhưng dưới tình huống này, mặc kệ bọn họ nói cái gì Nam Chiến cũng phải đồng ý, nếu để cho tên sát thần này nổi điên lên, thì thành phố Giang Thanh chắc chắn sẽ không còn nơi nào cho bọn họ đặt chân nữa. Ai có thể chống lại Giang Hải đây? Nam Chiến kéo một tên đàn em đến tát cho một bạt tai. Vừa rồi mày đòi bao nhiêu tiền? Không hỏi nguyên do, chỉ hỏi số tiền, mau mau trả tiền rồi cút đi, như vậy đối với Nam Chiến mà nói còn đỡ mất mặt hơn nhiều. 200.000, tên đàn em kia đã bị đánh đến quên sạch rồi, hình như là 300.000. Nam Chiến nhìn về phía Giang Hải, ánh mắt kia như đang van xin. Anh ta muốn Giang Hải lên tiếng, chỉ cần nói một con số, anh ta sẽ chấp nhận ngay. Không phải chứ, sao tôi lại nhớ rõ là 3 triệu vậy? Kim Thâu ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng. Nói bậy, sao có thể nhiều như vậy? Tên đàn em kia còn muốn giả mồm. Nam Chiến nâng tay muốn đánh, lúc này tên đàn em kia mới vội vàng câm miệng. Cãi cọ thêm hai câu, có trời mới biết Giang Hải có lâm thời tăng giá hay không? 3 triệu thì 3 triệu, cậu Giang, tôi sẽ lập tức chuyển tiền. Anh ta thật sự nhân nhượng đến cuối, nhưng Kim Thâu lại lười biếng nói, là một người 3 triệu. Nam Chiến cắn chặt răng, đúng là rất biết cách chiếm hời. Mà Kim Thâu lại chắp tay sau lưng đi thong thả từng bước một tính đầu người, ngay cả người anh Long mang đến cũng đều tính luôn một lượt. Không nhiều lắm, tổng cộng 60 triệu. Sau đó Kim Thâu cười ha ha, quay người lại, anh Giang, số tiền làm đường ở phía tây thành phố hẳn có thể tạm đủ rồi. Giang Hải lại cười nhạo nói, tạm đủ, chỉ sợ chất lượng đường sẽ không tốt. Nếu đã đi quyên góp, vậy phải cho đủ tiền mới được. Giang Hải đã lên tiếng, Nam Chiến cũng không thể nói thêm cái gì, Kim Thâu lại hô lên 100 tỷ, Nam Chiến vẫn đáp ứng như trước. Tất cả đều cút trở về chờ ra pháp cho tao. Nam Chiến cúi người chào Giang Hải, tức giận bừng bừng nhanh bước rời đi. Bọn họ có làm đường cũng chưa từng xa xỉ như vậy, mà Giang Hải chỉ hé răng đã đòi 100 tỷ về tay. Từ đầu đến cuối, Nghiệp Gia chỉ mở nụ cười thản nhiên, anh ta vẫn rất hài lòng với anh Phi, thật không ngờ gã không làm liên lụy đến Bàng đại ca. Nhưng đời không như là mơ, Nghiệp Gia vừa muốn cúi chào rời đi, Kim Thâu lại xấu xa nhìn về phía anh Phi. Tôi nhớ rõ có người nói cái gì mà 2 triệu hay là 20 triệu không đủ. Anh ta đứng ở trước mặt anh Phi, anh kia, hẳn là anh đúng không? Không phải tôi, sao có thể là tôi được? Anh Phi toát mồ hôi lạnh. Mà, sắc mặt của Nghiệp Gia cũng dần trở nên xanh mét. Nghiệp Gia nói, cậu Giang, Bàng đại ca rất vui lòng góp sức cho sự phát triển của thành phố Giang Tư. Tôi thấy, chúng tôi cũng nên chi 100 tỷ để sửa một con đường. Giang Hải nheo mắt lại. Nghiệp Gia này thật sự rất biết cách xử lý rắc rối. Biết rõ mình bị lừa, nhưng thấy không thể làm gì khác, rất nhanh đã chọn thuận theo. Như thế, Giang Hải còn phải cảm tạ Bàng đại ca mới đúng. Vậy thì tôi thay người dân của thành phố Giang Tư cảm ơn Bàng đại ca. Giang Hải cười nhạt, nhẹ nhàng phất tay đã thu được 200 triệu về túi. Mọi chuyện đều đã xử lý thỏa đáng, Giang Hải nói, anh Đường, tôi sẽ không về chỗ anh Bàng nữa. Nhờ anh nói với anh Bàng giúp tôi một tiếng, rất cảm ơn bữa tiệc chiêu đãi của anh Bàng. Nghiệp Gia nói, đâu dám, cậu Giang đến thành phố Giang Thanh, còn có thể đến biệt thự của anh Bàng ngồi chơi là đã nể mặt chúng tôi.
Nghiệp gia vẫn cười tủm tỉm như trước, không hề thể hiện chút bất mãn nào vì phải chi ra 100 tỷ. Sau khi chào Giang Hải một tiếng, Nghiệp gia lên xe rời đi. Đám người vây xem cũng tản ra, Giang Hải nói, vợ, anh đi dạo phố cùng em nhé. Thôi, em mất hứng rồi, Cố Uyển Như thở dài. Chuyến đi đến thành phố Giang Thanh lần này, Giang Hải đạt được mục đích, hơn nữa còn vô cùng thuận lợi. Không chỉ dọa sợ các thế lực ngầm ở thành phố Giang Thanh, mà còn tùy tay mang về 200 triệu. Vốn dĩ Cố Uyển Như có kế hoạch ở lại thành phố Giang Thanh một đêm, nhưng người tính không bằng trời tính. Vì Huyền gia cố ý tung tin tức Cố Uyển Như và Lan Kiều đến Huyền gia làm khách đi khắp thành phố Giang Thanh. Liên minh mà Ung Tiểu Ni thành lập để nhằm vào tập đoàn Uyển Như sụp đổ. Không ít người đều ngầm liên hệ với Cố Uyển Như, muốn hợp tác với tập đoàn Uyển Như. Nếu bọn họ đứng cùng phe với Ung gia chỉ có nước thua lỗ mà thôi. Hợp tác cùng tập đoàn Uyển Như không chỉ có thể kiếm nhiều tiền, nắm giữ kỹ thuật tiên tiến, mà đối với sự phát triển trong tương lai cũng vô cùng có lợi. Vì vậy nên chỉ trong chốc lát Ung gia chỉ còn một mình đơn lẻ. Đối với những người này, Cố Uyển Như đều đối xử bình đẳng, xem như những chuyện cũ chưa từng xảy ra, bỏ qua hết những khúc mắc cũ. Chỉ cần hợp tác ngang hàng hai bên cùng có lợi, ai đến cũng không từ chối. Thấy tình huống thay đổi, Ung Tiểu Ni nhất thời trở tay không kịp, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Khoảng chừng 5 ngày, công ty còn có một đống việc chồng chất, Cố Uyển Như không thể không trở về. Trên đường trở về, Kim Thâu cướp vị trí lái xe cho Cố Uyển Như. Còn Giang Hải ngồi cùng chiếc xe phía sau với Tần Hiên. Cao thủ ở thành phố Giang Thanh như thế nào? Giang Hải bâng quơ hỏi. Tần Hiên đáp, anh Giang nói một câu, bọn họ đã sụp đổ. Giang Hải lắc đầu, đây chẳng qua chỉ là ở thành phố Giang Thanh, tỉnh Hải Đông còn có bao nhiêu thế lực khác, núi cao còn có núi cao hơn. Tình hình ở tỉnh Hải Đông đã khó lường như vậy, vậy ngoài tỉnh thì sao? Sau khi trở về, gọi 100 người huấn luyện khắc khổ nhất đến đây, tôi muốn xem những người này rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào rồi. Tần Hiên giật mình. Hiện tại Giang Hải lại nhắm đến ngoài tỉnh Hải Đông rồi. Ở phía tây thành phố có một nhà xưởng mới được xây dựng một nửa. Nơi này, được bày các loại thiết bị huấn luyện cường độ lớn, có thể dùng từ địa ngục để hình dung. Nhưng nhóm người Kim Thâu đều kiên trì luyện tập, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Hơn 100 người nghiêm chỉnh đứng trước mặt Giang Hải. Kim Thâu đứng ở giữa, trông anh ta vô cùng chói mắt. Giang Hải trầm giọng nói, tôi nghe Kiếm Huyền nói, gần đây thực lực của các cậu lại tăng lên không ít, để cho tôi xem, các cậu đã mạnh tới trình độ nào rồi. Kim Thâu là người thứ nhất xoay người, gào thét chạy về phía thiết bị huấn luyện. Chừng nửa tiếng sau, mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ quy định, một lần nữa đứng vào đội ngũ. Có thể nhìn ra được. Nhờ việc hoàn toàn bị Giang Hải dày vò, thực lực của những người này đã mạnh gấp 2 lần so với lúc trước. Khí thế không còn như cũ, ánh mắt cũng không giống nhau, có thể cảm nhận được một loại hơi thở chết chóc quanh người bọn họ. Các cậu làm rất tốt. Giang Hải khen một câu. Kim Thâu nhe răng nở nụ cười, hiếm khi lắm mới được Giang Hải khích lệ. Nhưng, vẫn yếu như một đống bùn. Những người này vừa rồi rất khí thế, nhất thời trở nên có chút uể oải. Muốn đạt tới yêu cầu của Giang Hải thật sự quá khó. Kim Thâu không phục, anh ta đã cố gắng rất nhiều, hơn nữa trong những người này thực lực của Kim Thâu tăng lên nhanh nhất. Ai cảm thấy mình rất mạnh, có thể bước ra khỏi hàng. Giang Hải nhìn quanh một vòng, có chút châm chọc. Nhưng đám người Kim Thâu không có một người nào dám nhấc chân lên. Khoa tay múa chân ở trước mặt Giang Hải cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Nói thật cho các cậu biết, tôi không hài lòng. Rất không hài lòng. Giang Hải nhìn Kim Thâu, lần này đi thành phố Giang Thanh, có cảm nhận gì? Thành phố Giang Thanh cũng chỉ như vậy mà thôi, là một nơi rách dưới không có gì đáng để bận tâm. Kim Thâu rất kiêu ngạo đáp. Giang Hải cười, đó là bởi vì cậu còn chưa đụng tới cao thủ thật sự. Đừng so sánh với mình của ngày hôm qua, các cậu nên so sánh mình của hôm nay với chính mình của ngày mai mới phải. Tôi có thể nói cho các cậu biết trước. Không lâu nữa tôi sẽ sắp xếp nhóm các cậu đến những nơi khác nhau. Chương 144, một võ giả. Có người lớn tiếng hỏi, anh Giang, anh muốn sắp xếp cho chúng tôi đi đâu vậy? Nơi nào có công ty chi nhánh của tập đoàn Uyển Như thì các cậu sẽ đến nơi đó. Có các cậu bảo vệ, tập đoàn Uyển Như mới có thể an toàn. Anh vừa nói xong, ánh mắt của nhóm người Kim Thâu lập tức sáng ngời, có vẻ rất kích động. Giang Hải nói tiếp, ra khỏi thành phố Giang Tư,
tương lai thậm chí sẽ ra khỏi tỉnh Hải Đông. Nhưng, với chút thực lực như hiện tại của các cậu, sợ là không mấy ai có thể còn sống trở về. Nhóm người Kim Thâu lại lập tức cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy từ dưới chân lên tới óc, bọn họ đang căng thẳng. Tất cả mọi người đều biết Giang Hải nói rất đúng, đất nước rộng lớn, cao thủ càng khó lường. Nếu chỉ ở một góc này của thành phố Giang Tư thì không nói, nhưng nếu đi ra ngoài tất nhiên bọn họ phải có thực lực tương xứng. Trong những người đứng tại đây, không ít người có chút lâng lâng. Trong khoảng thời gian này, bất luận là đối đầu với ai bọn họ cũng chưa hề thua, hơn nữa còn thắng vô cùng thuyết phục. Bọn họ đã muốn quen với việc hành hạ ngược lại các đối thủ. Loại kích thích này làm cho tất cả mọi người trong nhóm của Kim Thâu đều cảm thấy bọn họ rất mạnh, mạnh mẽ như trụ sắt của thành phố Giang Tư. Đáng tiếc đây chỉ là một giấc mộng vì mọi người không muốn đối mặt sự thật mà thôi. Lời nói của Giang Hải đã đánh thức bọn họ khỏi cơn mộng mị. Giang Hải cao giọng nói, tập đoàn Uyển Như, hôm nay vươn ra khỏi thành phố Giang Tư, ngày mai sẽ vươn ra khỏi tỉnh Hải Đông. Không bao lâu nữa mỗi một nơi ở đất nước này đều sẽ có công ty chi nhánh của tập đoàn Uyển Như. Đến lúc đó, các cậu sẽ được sắp xếp đến khắp mọi nơi. Tập đoàn Uyển Như phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh càng mạnh hơn, mà các cậu cũng phải đối mặt với kẻ thù càng hung tàn hơn. Có lẽ, có một ngày, tập đoàn Uyển Như sẽ trải rộng khắp thế giới, các cậu cũng sẽ đi theo bước chân của tập đoàn Uyển Như, bước đến những mảnh đất mới kia. Lời nói của Giang Hải vô cùng khí phách, làm cho người ta nghe xong nhiệt huyết sôi trào. Giống như, giờ khắc này, tất cả mọi người đều sắp đứng trên đỉnh cao của thế giới. Nhưng, Giang Hải biết, bất luận có khích lệ như thế nào, tiêm cho bọn họ bao nhiêu máu gà cũng không bằng nói cho bọn họ biết năng lực thật sự của mình. Lừa dối chỉ là nhất thời, cũng không thể lừa dối cả đời. Giang Hải đi vào nhóm người, Kim Thâu, lời hứa lúc trước tôi đã hứa với cậu, đã hoàn thành chưa? Lúc ấy vì thu phục mấy tên lưu manh, Giang Hải đã hứa rất nhiều chuyện, chủ yếu là để cho bọn họ kiếm được tiền. Hiện giờ, với tư cách là người cố gắng nhiều nhất, Kim Thâu đã kiếm được tiền, còn kiếm được rất nhiều tiền, đây cũng là động lực khiến cho anh ta một lòng đi theo Giang Hải. Người bước ra từ thế giới ngầm càng hiểu được lòng người. Lòng người căn bản là tham lam. Anh Giang, kiếm được rồi. Tôi chưa từng nghĩ tới tôi có thể có nhiều tiền giống như bây giờ. Nói đến thu nhập, Kim Thâu lại kích động. Kim Thâu từ một tên côn đồ với hai bàn tay trắng, cho tới bây giờ, đã sắp mua được một căn nhà. Phải biết rằng anh ta chỉ tốn một khoảng thời gian ngắn ngủi đã làm được như vậy. Giang Hải chính là như vậy, làm được càng nhiều thì sẽ được thưởng càng đậm, anh không hề keo kiệt. Giang Hải cười nói, tôi thấy không bao lâu nữa cậu sẽ mua được biệt thự rồi. Thật hay giả vậy, Kim Thâu gãi đầu, hai mắt anh ta tỏa sáng nhưng có chút ngượng ngùng. Giang Hải lại nói, có lẽ, cậu cũng không cần thiết phải mua biệt thự, bởi vì mới vừa vào ở chẳng bao lâu cậu đã mua dinh thự. Còn có thể có một đống phụ nữ có chồng tranh nhau làm ấm giường cho cậu. Mọi người bắt đầu cười vang, họ nghĩ Giang Hải đang nói đùa. Nhưng, Giang Hải lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc, còn vô cùng chân thật nói, hôm nay, tôi hứa với các cậu, đi càng xa thì kiếm được càng nhiều. Nhưng, Giang Hải đột nhiên ngừng lời, chậm rãi bước đi thong thả trong đám người, giọng nói của anh trầm thấp, mà áp lực. Nhưng, các cậu, phải có mạng để mà tiêu tiền. Không khí dần bắt đầu áp lực, không ai có thể bình tĩnh được khi đối mặt với tử vong. Nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của những người này, Giang Hải biết bọn họ sẽ để những câu nói này ở trong lòng. Muốn sống, phải có đủ thực lực. Kim Thâu, Giang Hải đột nhiên hô lên. Có, Kim Thâu đi về phía trước từng bước, ưỡn ngực thẳng lưng. Giang Hải lạnh lùng nói, không phải cậu vẫn luôn muốn trở thành võ giả sao? Muốn. Chuyện chính ở, OAZ. Cậu muốn càng ngày càng mạnh không? Muốn. Vậy, cậu có muốn trở thành một tồn tại khủng bố hơn cả võ giả không? Có muốn không? Ánh mắt của Giang Hải sáng như sao, vô cùng sắc bén. Đích thật, trên võ giả còn có cổ võ giả. Cổ võ giả, truyền thừa tâm pháp không trọn vẹn, không được đầy đủ. Nhưng mặc dù như vậy, đối với võ giả, vẫn đang là tồn tại như ánh trăng trên bầu trời. Muốn, mà không thể có được. Giang Hải là đế vương truyền thừa của Phương Đông, trong tay có một phần cổ võ tâm pháp tương đối đầy đủ. Có lẽ ở thời kỳ cổ võ giả có mặt ở khắp nơi trên đất nước này thì phần tâm pháp này chỉ có thể xem như rác rưởi. Nhưng dưới tình huống hiện tại, nó là vật báu vô giá.
nếu có người biết trong tay Giang Hải có một phần cổ võ tâm pháp tương đối đầy đủ, sợ là sẽ gây ra đại loạn. Còn mạnh hơn cả vỏ giả. Kim Thâu có chút dại ra, chuyện này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của anh ta. Tất nhiên Giang Hải sẽ không nói anh là cổ võ giả. Giang Hải sẽ không nói mình là đế vương, có đòn sát thủ là bản cổ võ tâm pháp khống chế tuyệt đối việc tu luyện này. Nếu không, đệ tử cứng cáp rồi, khả năng phản sư phụ cũng rất cao. Đúng vậy, Giang Hải trầm giọng nói, hai sát thần ở thành phố Giang Thanh. Cậu thấy Nam Chiến có mạnh không? Nghiệp gia có mạnh không? Kim Thâu ngượng ngùng gãi gãi mái tóc xanh lè của mình, mạnh, anh Giang, nếu không phải ở bên cạnh anh, tôi cũng sắp tè ra quần. Những cái khác không nói, ánh mắt kia khiến cho tôi không dám phản kháng. Giang Hải cười, chỉ cần cậu cố gắng, nhanh thì 2-3 năm, lâu thì 5-6 năm, cậu sẽ có thể mạnh giống như bọn họ. Thật sao, Kim Thâu có chút không tin. Giang Hải lại đứng ở phía trước, nhìn tất cả mọi người, tôi cần 100 người, nếu các cậu không cố gắng, tôi sẽ khai trừ nhóm của các cậu đổi lại những người cố gắng hơn. Nếu ai làm ra chuyện bất lợi cho tập đoàn Uyển Như, tôi sẽ tự mình thanh lý môn hộ. Hiểu ý của tôi chứ? Kim Thâu là người thứ nhất hô lên, thề sống chết trung thành với tập đoàn Uyển Như. Thề sống chết trung thành với tập đoàn Uyển Như. Thề sống chết. Giang Hải nâng tay lên, mọi người kích động đến đỏ mặt. Tôi sẽ cho người đổi thiết bị huấn luyện của nơi này, kế tiếp còn có thể thông qua khảo nghiệm hay không, thì phải xem bản lĩnh của các cậu. Tôi, không cần người vô dụng. Nói xong, Giang Hải ném một phần bản vẽ đã cải tạo lại, quay người rời đi. Mà bên trong nhà xưởng, đã không nhìn thấy bóng lưng của Giang Hải nữa, mọi người vẫn đứng ở tại chỗ như trước. Suy nghĩ bọn họ có thể trở thành người còn mạnh hơn cả vỏ giả, thật sự làm cho bọn họ vô cùng hưng phấn. Kim Thâu trừng lớn hai mắt, ánh mắt sắc bén, ngửa mặt lên trời hô lên một tiếng, sau đó nhằm phía thiết bị tu luyện, giống như một đoàn ngọn lửa thiêu đốt điên cuồng, rèn luyện như không cần mạng nữa. 100 người này, nếu không cố gắng sẽ bị đào thải. Bất kỳ ai không đủ bản lĩnh cũng có thể bị đào thải. Bọn họ sợ, sợ mất đi địa vị cùng cuộc sống của hôm nay, thứ mà bọn họ đã rất vất vả mới giành được. Các anh em, liều mạng, ông liều mạng, ông đây muốn vị trí thứ nhất, ai tranh với tôi sẽ liều mạng với người đó. Lần trước người đứng thứ nhất là cậu, sau này là của ông đây. Ở thành phố Giang Thanh, ngay sau khi Giang Hải rời đi vài ngày, đã xảy ra một chuyện lớn. Lôi đại ca, đã chết. Lôi đại ca chết vô cùng đột ngột, cụ thể chết như thế nào, không ai nói rõ được. Chỉ có một thanh niên lên tiếp quản vị trí, đàn em và nửa địa bàn ở thành phố Giang Thanh của Lôi đại ca. Có người nói, Lôi đại ca bị thanh niên này giết, sau đó người kia mới tiếp quản tất cả những thứ thuộc về ông ta. Có người nói, Nam Chiến tạo phản, giết Lôi đại ca sau đó bỏ trốn. Cũng có người nói, Lôi đại ca bị bệnh chết. Thậm chí có người nói, cái chết của Lôi đại ca rất có thể có liên quan đến thanh niên ở thành phố Giang Tư kia. Người chết như đèn tắt, đặc biệt là trong thế giới ngầm, cho dù địa vị cao tới đâu, một khi đã chết rồi thì không còn là gì nữa. Không được bao lâu người đó sẽ bị lãng quên. Lôi đại ca cũng thế, tất cả đều như thế. Thế giới này vẫn là thiên hạ của người sống. Lúc này, ở biệt thự nhỏ trong thành phố Giang Thanh, Bàng đại ca đang thư giãn, hưởng thụ nữ nhân viên massage, nội tâm lại không hề bình tĩnh. Anh Bàng, người nọ tên là Yến Hoa, biệt danh là Phác Thiên Ưng. Anh ta dùng thân phận người của nhà họ Hoàng phía Bắc đến thu tiền để đi vào thành phố Giang Thanh. Lôi đại ca chết như thế nào đến giờ vẫn chưa tra được, cũng không tìm được thi thể của Lôi đại ca. Nhưng, dựa theo suy đoán, hẳn là Phác Thiên Ưng đánh bất ngờ cho nên mới giết được Lôi đại ca, sau đó dùng thủ đoạn cực đoan uy hiếp để tiếp quản tất cả của Lôi đại ca. Bàng đại ca gật gật đầu, dựa theo kết quả điều tra, xem ra mọi chuyện cũng không khác gì mấy so với suy đoán của ông ta. Làm việc nhanh chóng, thủ đoạn tàn độc, người này không đơn giản rồi đây. Bàng đại ca nheo mắt lại. Hay là... Nghiệp gia mới vừa lên tiếng, Lôi đại ca đã mở mắt ra, không thể, trước tiên không nói cậu có phải là đối thủ của anh ta hay không. Ai biết được bên cạnh anh ta còn cao thủ nào hay không? Lôi đại ca... Nghiệp gia thở dài, Phác Thiên Ưng này vừa đến thành phố Giang Thanh, lập tức cho người ra tay với chúng ta, chỉ mới vài ngày, không biết bao nhiêu mối làm ăn của chúng ta đã phải thua lỗ rồi. Hơn nữa, ngay cả phố đi bộ kia, hơn phân nửa đã bị anh ta nắm giữ. Cứ tiếp tục như vậy,
chưa nói đến việc chúng ta có bị anh ta tiêu diệt hay không, phương Bắc. Nhà họ Triệu ở phía Bắc cũng sẽ thất vọng với chúng ta. Thế lực sau lưng Bàng đại ca là nhà họ Triệu ở phía Bắc. Nếu lợi ích của nhà họ Triệu bị tổn hại, nhà họ Triệu sẽ không hỏi nguyên do, bọn họ chỉ biết trách tội, đổ hết trách nhiệm lên đầu hai con chó ở thành phố Giang Thanh này. Bàng đại ca đột nhiên hỏi, người ở thành phố Giang Tư kia, có hành động gì không? Nghiệp gia mờ mịt lắc đầu. Nhìn không thấu được. Bàng đại ca nói, có thể nhìn ra được anh ta không quan tâm đến tiền. Tính cả trước sau, anh ta đã tiêu cho thành phố Giang Tư 1 tỷ rồi. Tuy những khoản tiền này, cơ bản là do Giang Hải lừa bịp được. Nhưng nếu là ai khác thì cũng không thuận tay dâng hiến mà không màng đến như vậy. Bàng đại ca lại nói, anh ta cũng không cần địa bàn, lại càng không muốn tạo mối quan hệ tốt với thế giới ngầm. Thế giới ngầm ở thành phố Giang Tư bị anh ta cứng rắn thanh trừ sạch sẽ, lúc đến thành phố Giang Thanh này còn nghĩ anh ta là một con chó sói, không ngờ rằng anh ta chỉ là một con dê ăn thịt chó sói mà thôi. Rốt cuộc Bạch gia ở phía Bắc muốn Giang Hải làm gì ở thành phố Giang Tư? Chẳng nhẽ thứ mà anh ta muốn chính là tỉnh Hải Đông? Nghiệp gia có chút không hiểu, hỏi, anh Bàng, Giang Hải có phải bạn hay không tôi không biết, nhưng lúc này kẻ địch của chúng ta là Phác Thiên Ưng. Bàng đại ca chậm rãi lắc đầu, lạnh nhạt cười, không, có lẽ không lâu nữa chúng ta sẽ có thêm bạn. Đêm về khuya ở thành phố Giang Tư. Giang Hải đã sớm chui vào ổ chăn, đôi mắt trông mong chờ Cố Uyển Như tắm xong rồi đi ngủ. Sau khi tắt đèn, Giang Hải bắt đầu vô liêm sỉ mò tới. Vợ ơi, anh lạnh quá, ôm một cái. Không động đậy à, kiên quyết không động đậy à, vậy anh sẽ đặt tay ở đây. Bụng của vợ thật mềm. Vợ yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không sờ lên trên, vợ, em không tin anh à. Chỉ sờ ở đây thôi, tuyệt đối sẽ không sờ lên trên. Đây là cái gì vậy, sao mềm quá vậy nè. Ấy ấy, vợ ơi, đừng cào lên mặt. Chương 145, hoang mang. Sáng sớm hôm sau, Giang Hải vừa mới vận động trong vườn hoa trở lại đã thấy Cố Vân Lệ đi ra từ phòng bếp. Tiểu Giang, mau ngồi xuống ăn sáng đi. Cố Vân Lệ có vẻ bí mật nhìn vào phòng bếp. Giang Hải cảm thấy kỳ lạ, phòng bếp có gì vậy? Một lúc sau Cố Uyển Như đi từ phòng bếp ra, còn bưng theo đồ ăn sáng. Vợ, em làm đấy à? Giang Hải ngạc nhiên hỏi. Mơ đẹp đấy, là mẹ em làm. Cố Uyển Như còn đang giận, nhớ tới bàn tay to thô ráp sờ loạn của Giang Hải, mặt cô nóng lên. Hôm nay Uyển Như cũng phụ mẹ một tay, coi như hai chúng ta cùng làm. Cố Vân Lệ cũng ngồi xuống, liếc nhìn con gái bảo một cái, Phệ Bình, con đã bao lớn rồi cũng nên học nấu cơm đi. Một cô gái ngay cả cháo cũng không biết nấu sao coi được. Từ ngày mai trở đi con dậy sớm một chút, nấu bữa sáng cùng mẹ. Nấu cùng. Giang Hải cảm thấy tám phần là cô sẽ dùng mắt để nấu. Con không muốn, Cố Uyển Như làm nũng mặc kệ mẹ nói gì. Mẹ nấu cơm ngon nhất, con chờ được ăn là được, ai bảo con có người mẹ tốt như vậy chứ. Không được, Cố Vân Lệ không quan tâm bộ dạng làm nũng này của cô, lạnh lùng nói, có thời gian con phải học thêm một chút, biết nhiều không hại thân. Ngay cả nấu cơm cũng không biết, sau này làm sao chăm sóc cho Tiểu Giang, rồi con của hai đứa nữa. Mẹ! Mặt của Cố Uyển Như đỏ bừng, cô với Giang Hải còn chưa phải vợ chồng thật sự, sao có thể có con chứ? Nghĩ đến sinh con, Cố Uyển Như lại buồn rầu, đêm hôm qua có phải phản ứng của mình có chút quá đáng rồi chăng? Nhìn mấy vết cào trên mặt Giang Hải cô cũng rất đau lòng. Cố Vân Lệ nói, không được, chuyện này không cần nói nhiều, phải học. Ít nhất cũng phải biết nấu mấy món Tiểu Giang thích, học không được cũng phải học. Ngày mai không phải là cuối tuần sao? Con cũng không bận rộn công việc, dậy sớm một chút học nấu ăn với mẹ. Giọng điệu của bà vô cùng kiên quyết, Cố Uyển Như chỉ có thể cắn môi không nói lời nào. Trong lòng cô lại nghĩ, đây rốt cuộc là mẹ của ai vậy? Luôn bênh vực Giang Hải còn chưa tính, sao còn bắt mình hầu hạ anh ấy chứ? Cô quay đầu lại nhìn Giang Hải, anh đang cố nén ý cười, vẻ mặt như tiểu nhân đắc chí rất gợi đòn. Cô hừ một tiếng, cười đến bị ổi như vậy, rất đáng bị cào vào mặt. Vừa rồi cô còn có chút thương cảm, nháy mắt đã chuyển sang ghét bỏ. Giang Hải vô cùng đắc ý. Xem ra sách lược lấy lòng mẹ vợ này không chỉ là thành công, mà còn là vô cùng thắng lợi. Lôi Nhân Hào cũng nói, Uyển Như, học nấu ăn cũng tốt, sau này cha với mẹ con lớn tuổi rồi, con cũng không thể luôn ăn bên ngoài, đúng không? Trong nhà sao có thể không có ai biết nấu cơm được?
Cố Uyển Như không lên tiếng, Lôi Nhân Hào nói rất có lý. Cố Uyển Như nghĩ mình học là vì hiếu thuận cha mẹ, không phải vì tên đầu heo Giang Hải này. Đúng vậy, vì hiếu thuận cha mẹ, chỉ như vậy mà thôi. Ấy, Tiểu Giang, mặt của con bị làm sao vậy? Cố Vân Lệ phát hiện vết cào trên mặt Giang Hải. Không hề dài, nhưng có chảy máu, có lẽ đã sắp kết vảy. Giang Hải bụng mặt, ra vẻ sợ hãi nhìn Cố Uyển Như. Không sao cả, mẹ, con không cẩn thận nên bị ngã thôi ạ. Bị ngã mà mặt tiếp đất, lại nói sao tại bị ngã? Giang Hải lớn như vậy rồi, chẳng lẽ còn ngã cắm đầu xuống đất? Ai mà tin lý do này? Nhất là ánh mắt của Giang Hải, rõ ràng là đang nói do Cố Uyển Như làm, nhưng mà trong lòng bé có nỗi khổ, bé không dám nói. Uyển Như, Cố Vân Lệ vỗ bàn, con làm cái gì vậy? Sao lại cào mặt của nó? Con làm gì đâu, Cố Uyển Như còn đang mờ mịt, sao cô có cảm giác mình là con dâu vừa được cưới về nhà bị nhà chồng ghét bỏ vậy? Giang Hải có thể tìm lý do nào đáng tin một chút hay không? Không đúng, Giang Hải đáng ghét, Giang Hải xấu xa chắc chắn đang cố ý. Con giải thích rõ ràng cho mẹ, sao mặt của Tiểu Giang lại thành ra như vậy? Cố Vân Lệ nói, như vậy sẽ để lại sẹo mất. Cố Uyển Như cắn môi, nói thầm, trên người anh ấy còn nhiều sẹo hơn. Con còn cãi nữa, Cố Vân Lệ thật sự bị chọc tức, Giang Hải có chỗ nào không tốt rồi. Ai cũng phải có chút tật xấu, sao có thể cào mặt chồng mình thành như vậy chứ? Lôi Nhân Hào cũng nói, Uyển Như, con như vậy cũng hơi quá đáng rồi. Dù sao các con cũng là vợ chồng, có mâu thuẫn gì, cũng không thể cào trên mặt chồng con như vậy. Này, lão già kia, ông nói bậy bạ gì đó. Ông nói thế là có thể cào chỗ khác sao? Đúng đúng đúng, có sao cũng không thể cào người khác, xem mẹ con tức giận đến mức nào rồi. Lôi Nhân Hào vội vàng rụt rụt cổ. Giang Hải vẫn luôn bày ra vẻ mặt vừa đáng ghét vừa oan ức, để chọc tức Cố Uyển Như. Nhưng cô cũng không thể giải thích được, sao có thể nói ra chuyện Giang Hải sờ mó mình được đây. Nếu nói ra Cố Vân Lệ còn cảm thấy kỳ lạ, đã là vợ chồng. Sờ vài cái thì có làm sao? Làm sao vậy? Cơm nước xong, trên đường đến công ty, Cố Uyển Như vẫn luôn lạnh mặt, xem ra cô thật tức giận rồi. Giang Hải không dám thở mạnh, nhưng trong lòng lại tưởng tượng đến việc được ăn cơm do Cố Uyển Như nấu sẽ hạnh phúc đến cỡ nào. Tới công ty lại gặp Tuệ Thái đang ở công ty, anh hỏi thì mới biết được, Cố Uyển Như không đành lòng nhìn cô bé bán hoa trên đường nên để cô bé đến thực tập ở công ty. Nhưng mà thực tập như thế nào? Chẳng qua là tìm một người đến nói chuyện phiếm với Cố Uyển Như. Đến giữa trưa, Giang Hải cũng không nói được mấy câu với Cố Uyển Như, lại thường thường nghe tiếng nói cười khanh khách của hai chị em bọn họ. Mà Giang Hải lại không cơ hội nói chuyện với Cố Uyển Như. Tuệ Thái trộm nhìn Giang Hải sau đó nói nhỏ, chị cãi nhau với anh rể à? Không có, cảm xúc của Cố Uyển Như luôn hiện hết ở trên mặt, nói dối cũng không được. Em có thể hỏi chị chuyện này không? Tuệ Thái hỏi, có chuyện gì, hỏi đi, Cố Uyển Như tìm kiếm tài liệu. Em nghe người trong công ty nói, anh rể đang ở rể nhà chị, là thật hay giả vậy? Tuệ Thái rất tò mò, hoàn toàn không chú ý đến đây là chuyện không nên hỏi. Cố Uyển Như nói, anh ấy đúng là đang ở rể. Thật sao, Tuệ Thái che miệng, cảm thấy khó tin. Một nhân vật tầm cỡ như anh rể sao có thể đi ở rể chứ? Em nghe nói tài chính khởi động của tập đoàn Uyển Như đều do anh rể chi, là thật hay giả vậy chị? Việc này khẳng định là thật, Cố Uyển Như cũng biết, Giang Hải thật sự rất giàu, lúc chi tiền khởi động cho tập đoàn Uyển Như anh không hề chớp mắt một cái, còn đặt toàn bộ trên danh nghĩa của cô. Giang Hải thật sự đối xử với cô rất tốt, cũng rất tin tưởng cô. Lúc ban đầu, Cố Uyển Như còn muốn cố gắng làm việc, kiếm nhiều tiền cho công ty một chút, báo đáp Giang Hải. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, ở trong lòng Cố Uyển Như tập đoàn Uyển Như chính là sản nghiệp của cô. Không, đây là tài sản chung của cô và Giang Hải, trên tâm lý cô đã hoàn toàn chấp nhận Giang Hải là chồng của mình rồi. Anh rể, thật sự quá ưu tú, Tuệ Thái không thể không cảm thán. Cố Uyển Như ừ một tiếng, không biết rốt cuộc tên khốn Giang Hải này có bao nhiêu tiền đây. Ngay sau đó cô hừ một tiếng, đã sắp kết hôn rồi. Tài sản trong gia đình chẳng phải nên để cho nữ chủ nhà quản lý sao? Vậy nếu Tuệ Thái biết trong chiếc thẻ đen của Giang Hải có bao nhiêu tiền, sợ là sẽ kinh ngạc đến lên huyết áp. Ưu tú. Giang Hải thật sự rất ưu tú. Có tiền chính là một mặt, anh còn có thể đánh nhau.
Cố Huyền như chưa bao giờ thấy Giang Hải đánh thua ai. Còn có, tựa như Giang Hải, chỉ đánh nhau vì cô. Nghĩ vậy, trong lòng Cố Huyền như lại thấy ấm áp. Nghĩ vậy, thật sự Giang Hải không có chỗ nào để chê, đối với cô rất tốt, vô cùng sủng ái cô. Anh rể là một người đàn ông lợi hại như vậy, khẳng định sẽ có rất nhiều phụ nữ thích anh ấy. Chị thật hạnh phúc. Cố Huyền như nói, em mới bao nhiêu tuổi, có hiểu hạnh phúc là cái gì không, em đó, còn nhỏ mà đã danh ma. Tuệ Thái không chịu thua, ưỡn ngực nói, ai nói em nhỏ, em cảm thấy em còn lớn hơn chị nữa. Cố Huyền như, đây là đang muốn ăn đòn à, vì sao mình lại nhỏ hơn nó chứ? Cố Huyền như ngay lập tức nhìn về phía Tuệ Thái. Theo như lời nói của Tuệ Thái, cô có thể nghe ra được cô nhóc này hơi thích Giang Hải. Này, anh ấy là anh rể của em đó. Cô không thể không nhắc nhở một câu. Anh rể thì làm sao vậy? Chẳng lẽ không cho người ta thích sao? Tuệ Thái vô cùng thoải mái. Con nhóc kia, Cố Huyền như nói, anh ấy là chồng của chị, sao em có thể thích chứ? Tuệ Thái vui cười, chị có biết trong công ty có bao nhiêu người thích anh rể không? Ai lại thích anh ấy chứ, cũng chỉ có mình em ngốc mới thích. Cố Huyền như hừ lạnh. Tuệ Thái vươn hai bàn tay ra, lẩm nhẩm ít nhất cũng phải 20-30 người. Hả? Cố Huyền như vừa nghe xong nhất thời có chút luống cuống. Giống như đồ của mình đột nhiên sắp bị đoạt đi vậy. Anh rể rất ngầu, mang theo loại khí chất cao ngạo xem nhẹ hết thảy, giống như chuyện mà anh ấy muốn làm thì không ai có thể làm khó anh ấy được. Hơn nữa mọi người trong công ty còn nói, anh rể là một người siêu cưng chiều vợ, trong tập đoàn Huyền như không ai dám đắc tội chị, bởi vì chỉ cần chị tức giận, anh rể sẽ nổi điên lên vì chị. Thật sự sẽ nổi điên, chuyện chặt tay chặt chân người khác, Giang Hải đã làm không phải một hai lần. Cố Huyền như thực sự chút nóng nảy, bắt đầu cảm thấy lo sợ. Nữ nhân viên xinh đẹp tài giỏi trong tập đoàn Huyền như không ít, Cố Huyền như còn cảm thấy kỳ lạ vì sao những người này đều trang điểm xinh đẹp như vậy, không phải là. Cô càng nghĩ càng luống cuống, không phải bọn họ đang muốn thu hút sự chú ý của Giang Hải đấy chứ. Lúc trước Cố Huyền như còn lo lắng Giang Hải sẽ bị Lan Kiều cướp đi. Có thể nhìn ra được chỉ cần Giang Hải muốn, Lan Kiều sẽ không từ chối, vì hai người từng đính hôn. Nhưng Giang Hải không lựa chọn như vậy nên cô cũng dần không còn lo lắng nữa. Nhưng dù Lan Kiều có xinh đẹp đến mức nào thì cũng chỉ là một người, mà trong công ty lại có nhiều nhân viên nữ như vậy, Cố Huyền như cảm thấy mình đang đối mặt với tình địch mạnh hơn rất nhiều. Chị căng thẳng à? Tuệ Thái cười hỏi. Chị căng thẳng làm gì chứ? Cố Huyền như ra vẻ thoải mái, anh ấy chẳng qua cũng chỉ là con rể tự mình tìm tới cửa, chị không thích, để cho người ta cướp đi cũng tốt, miễn cho mỗi ngày làm phiền chị. Chị nói thật à? Tuệ Thái hỏi. Đương nhiên là thật. Vậy, kia Tuệ Thái đặt một ngón tay ở bên miệng, ánh mắt láo liên, nếu đã như vậy, chị cũng sẽ không phản đối em thích anh rể phải không? Không được, em không thể thích anh ấy. Vừa rồi còn cứng miệng, hiện tại Cố Huyền như lập tức không giả vờ nữa. Một lúc sau Tuệ Thái bĩu môi, vừa rồi chị còn nói không thích, còn nói anh rể làm phiền chị, còn nói bị cướp đi thì tốt mà. Nhưng mà bọn chị kết hôn rồi, anh ấy là chồng của chị. Cố Huyền như nghiêm mặt nói, hiện tại là chồng của chị, sao em có thể thích một người đàn ông đã có vợ chứ? Con nhóc kia, đó là anh rể của em, sau này không được nghĩ như vậy. Tuệ Thái cười khanh khách, rốt cuộc cũng nhìn không được nữa chị, em chỉ đùa với chị thôi mà, xem chị căng thẳng kia. Hừ, rõ ràng là trong lòng thích muốn chết, còn căng thẳng như vậy, ngoài miệng còn nói không thích. Chương 146, có người phải chết. Cố Huyền như nhất thời không biết đáp thế nào, mặt cô đỏ ửng. Tuệ Thái thở dài, chị, vốn dĩ em cảm thấy những người đàn ông xuất sắc cũng chỉ như vậy, nhưng sau khi gặp anh rể, em phát hiện sau này nếu em có tìm chồng thì tiêu chuẩn cũng phải cao một chút. Vì cho dù người kia có ưu tú đến mấy nhưng so với anh rể thì một nửa cũng không bằng. Mà nè, chị thích anh rể đến mức nào? Tuệ Thái lại hỏi. Cố Huyền như thật sự nói không lại cô nhóc này, hừ một tiếng, ai cần em lo. Hôm sau, Giang Hải tản bộ trong vườn trở về, vừa vặn đụng phải Cố Huyền như đang đen mặt đi ra từ phòng bếp, cúi người xuống há miệng thở dốc. Trông cô như vừa mới bước ra từ trong phòng thí nghiệm thuốc nổ vậy. Tạp dề thì không nói đến nhưng trên mặt cô còn đeo mặt nạ bảo vệ. Em làm gì vậy? Giang Hải hỏi. Cố Huyền như đỏ mặt, hừ một tiếng, còn không phải đang làm bữa sáng cho tên đầu heo nào đấy à?
Một lúc sau Cố Uyển như nghiêm mặt, khẽ cắn môi, bày ra bộ dạng bối rối. Bưng cháo, loạng choạng đi ra. Đi rửa mặt đi rồi ăn sáng, Cố Uyển như trầm giọng nói. Giang Hải vội vàng đi rửa mặt, chưa đến một phút đồng hồ đã rửa xong. Ngồi vào bàn, ngoại trừ cháo còn có mấy miếng bánh đen đen. Đây, là nhân tài nào làm vậy? Giang Hải cảm thấy có chút lạnh sống lưng, rõ ràng là cháy rồi, hơn nữa còn cháy triệt để luôn. Anh có ăn không? Cố Uyển như xấu hổ. Ăn, sao lại không ăn, vợ đối với anh thật tốt. Giang Hải cầm lấy đôi đũa, lập tức cười ha ha, sáng sớm thức dậy còn chưa uống nước, anh ăn cháo trước nha. Cố Uyển như liếc mắt nhìn Giang Hải một cái, cháo cũng là em làm đấy. Giang Hải gật gật đầu, ít nhất thoạt nhìn coi như bình thường. Chỉ ăn một ngụm, cổ họng Giang Hải nhợn nhợt, suýt nữa nôn ra. Sao cháo lại có vị chua? Nhưng Giang Hải không nói gì cả, anh cầm bát lên cố gắng ngửa đầu ăn hết. Xoa xoa miệng, ợ một cái, cháo vợ nấu rất ngon. Vợ ơi, anh no rồi. Nói xong Giang Hải lập tức đứng dậy rời đi, muốn trốn càng xa càng tốt. Lúc này, Cố Vân Lệ mới đi từ phòng bếp ra, sắc mặt của bà kỳ lạ. Không phải mẹ bảo con ném mấy cái bánh này đi rồi sao? Cố Uyển như nhíu mày, ném đi rất đáng tiếc. Đã như vậy rồi sao mà ăn được nữa? Cố Vân Lệ bưng dĩa bánh cháy đi ném, sau đó đặt bánh mới lên bàn. Kêu Tiểu Giang đến ăn cơm, hôm nay nó làm sao vậy, luôn ở trên lầu không chịu xuống. Cố Uyển như nói, anh ấy ăn rồi, nói ăn no rồi. Lại nói bừa, sức ăn của Tiểu Giang ai chẳng biết, có bao nhiêu đồ ăn, nó có thể ăn hết một nửa cái bàn ăn này. Lôi Nhân Hào rửa mặt xong, ngồi vào bên cạnh bàn, ông ăn một ngụm cháo, ngay sau đó nghiêng đầu ói ra. Ai nấu cháo vậy? Con nấu đấy, sao vậy cha? Cố Uyển như nghi ngờ, vừa rồi Giang Hải nói ăn rất ngon mà. Cô ăn thử một ngụm, Cố Uyển như cũng lập tức ói ra. Sao chua quá vậy? Cố Vân Lệ thử xong, trực tiếp bưng cháo đi đổ, sao con lại bỏ nhiều giấm như vậy? Cố Uyển như vô cùng oan ức, vò vò góc áo, mình vẫn luôn dựa theo từng bước mà Cố Vân Lệ nói, cô nhớ rõ hình như phải thêm giấm mà. Một lát sau, mấy lát bánh trên bàn cũng bị ném hết. Lôi Nhân Hào vỗ đùi, trời ơi, con đang bán muối à? Muối có thù oán gì với con vậy? Giọng nói của Cố Vân Lệ vọng từ phòng bếp ra, Uyển Như, sao hũ muối này lại hết một nửa rồi? Giang Hải ở trên lầu lắng tai nghe động tĩnh dưới lầu, anh đỡ ngực, để cho Cố Uyển Như học nấu cơm quả thật là sai lầm. Đồ ăn như vậy, nhưng vì dỗ Cố Uyển Như vui vẻ, Giang Hải cũng có thể không nhíu mày mà nuốt xuống. Nhưng nếu liên tục như vậy Giang Hải tin rằng nhất định anh sống không bằng chết. Cho dù có chết cũng chỉ dẹp như một nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Hôm nay là cuối tuần nhưng Cố Uyển như vẫn phải đi làm. Trên đường đến công ty, sắc mặt Cố Uyển như âm trầm như có thể nhỏ ra nước. Ngã tư phía trước có cửa hàng thức ăn nhanh, Cố Uyển như nói, anh mua chút đồ ăn đi. Giang Hải cười nhẹ, không dám lên tiếng, thật sự anh cần ăn no một bữa. Chỉ ăn một chén cháo kia rồi cầm cự đến trưa, trời mới biết trong chén cháo đó có gia vị gì. Ngày mai em lại nấu, em không tin học không được. Cố Uyển như quyết tâm. Giang Hải hoảng sợ, lập tức nói, vợ à, em học nấu cơm với mẹ, có phát hiện một chuyện không? Thấy Cố Uyển như nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, Giang Hải nói, dù mẹ nấu món nào, trước khi múc ra khỏi nồi đều nếm thử một lần. Cũng đúng, em không có nếm trước, Cố Uyển như chấp nhận. Cô nào đâu biết rằng, Giang Hải đang sợ tiếp tục đã bị hãm hại. Nếu Cố Uyển như nếm rồi mà vẫn bưng lên bàn, thì thật sự là cô đang cố tình lấy mạng anh. Tới công ty, Cố Uyển như lập tức thay đổi sắc mặt, trở thành nữ cường tiêu chuẩn. Gần đây, vài công ty ở thành phố Giang Thanh đang đàm phán hợp tác với tập đoàn Uyển như, Cố Uyển như cũng đang mở rộng thị trường sang thành phố Giang Thanh, tất cả mọi chuyện đều được sắp xếp cụ thể. Nhưng lấn sang thành phố Giang Thanh có dễ như vậy sao? Dù sao thì Giang Hải cũng không lo lắng chuyện này, bởi vì phía sau Cố Uyển như còn có anh. Bất luận xảy ra chuyện gì, đều có Giang Hải chống đỡ. Thành phố Giang Thanh có biến động, không phải Giang Hải không thèm để ý, mỗi ngày anh đều đang chú ý tới những chuyện xảy ra ở đó. Thông qua mạng lưới tình báo của đế vương, anh biết rất nhiều tin tức mà người khác không biết được. Trong một tòa biệt thự xa hoa ở thành phố Giang Thanh, dưới tầng hầm có một người bị trói trên giá chữ thập. Trên người của người nọ đều là vết roi, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều,
máu tươi chảy từ trên người người nọ xuống dọc theo giày nhỏ xuống đất. Lôi đại ca đã từng là kẻ oai phong một cõi ở thành phố Giang Thanh, nắm trong tay nửa địa bàn của thế giới ngầm, thế mà hiện tại chỉ còn sót lại một hơi thở. Đúng là cứng đầu, ha ha, ngay cả tao, cũng phải bội phục. Sức chống đỡ không tầm thường. Một thanh niên tóc húi cua, vẻ mặt tàn nhẫn, ngồi trên ghế hút xì gà. Khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng, giống như ác quỷ đến từ địa ngục, có thể nuốt Lôi đại ca bất cứ lúc nào, xương cốt cũng không chừa. Bên ngoài đều đã biết lão già ông đã chết rồi. Lôi đại ca cố gắng mở mắt ra, hai mắt mờ mịt không có tiêu cự, nhưng vẫn giống như một con rắn độc nhìn chằm chằm thanh niên kia. Ngày đầu tiên bước chân vào giang hồ, Lôi đại ca đã nghĩ đến một ngày mình sẽ không được chết tử tế. Nhiều năm qua đi, thứ nên hưởng thụ cũng đã hưởng thụ, có thể nói là đáng giá. Nhưng, ông ta không cam lòng chết ở trong tay thanh niên tóc húi cua này. Cũng không yên tâm, bởi vì ông ta còn có chuyện chưa làm xong. Nhưng lúc này, ông ta đã không nắm giữ được tính mạng của mình nữa. Ai, cũng không ngờ đến, mày, lại là người nhà họ Hoắc ở Đông Nam. Con trai của, Hoắc Thiên Lôi. Mày là Hoắc, Hoắc Yến Hoa. Thanh niên kia nhe răng cười, năm đó lúc ông giết chú của tôi có từng nghĩ tới ngày hôm nay. Lôi đại ca thê thảm cười, người trong giang hồ, ai lại, không có chút ân oán. Tên nhóc họ Hoắc, tỉnh Hải Đông, còn có một, kẻ thù của mày. Hoắc Yến Hoa cười lạnh, ông đang nói bàng đại ca, chẳng qua cũng chỉ là một lão già sắp chết mà thôi, không cần phải lo nghĩ, ông nên ngẫm lại, làm sao để giữ mạng sống đi. Lôi đại ca cười to, bị sặc ho khụ khụ, nghỉ ngơi một lát mới nói tiếp, muốn mọi được một cắc tiền từ trong tay tao, mày nằm mơ. Năm đó, ha ha, tao đã chơi đùa mẹ mày. Ha ha, ha ha. Là cha ruột của mày đích thân đưa, mẹ mày tới cho tao. Lôi đại ca điên cuồng cười to, cho tới hôm nay, ông ta đã không nghĩ mình có thể tiếp tục sống, nhưng ông ta chỉ là hy vọng, Nam Chiến sẽ không có việc gì, Nam Chiến sẽ chăm sóc cho con của ông ta. Chơi rất vui, ha ha, năm đó, mẹ ruột của mày chỉ mới hơn 30. Vẫn rất thướt tha lắm, chơi rất vui. Khốn kiếp, khuôn mặt của Hoắc Yến Hoa vặn vẹo, anh ta nhảy dựng lên. Đâm một dao vào ngực Lôi đại ca. Nhưng Lôi đại ca lại nở nụ cười, giống như một nụ cười mãn nguyện. Ông ta mang theo nụ cười, mở to hai mắt, chút hơi thở cuối cùng. Đúng vậy, ông ta đang chọc giận Hoắc Yến Hoa, một lòng muốn chết. Từ đó thành phố Giang Thanh lại truyền ra một tin tức, Lôi đại ca đã chết. Cùng lúc đó, trong biệt thự nhỏ nằm ở ngoài ngoại ô của thành phố Giang Thanh. Cả người Nam Chiến đều là máu. Liều một hơi cuối cùng để đi đến nơi này. Bàng đại ca đang uống trà, Nghiệp gia đẩy cửa bước vào. Anh Bàng, Nam Chiến đến đây, đang bị trọng thương. Bàng đại ca trừng lớn hai mắt, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Người đang ở đâu, lập tức cho vào. Anh Bàng, nếu chúng ta nhận Nam Chiến. Hừ, cậu sợ Phác Thiên Ưng. Bàng đại ca nói, chẳng lẽ, chúng ta không nhận thì Phác Thiên Ưng sẽ cho chúng ta sống yên à? Tình huống hiện tại, rất khó phân biệt, thế giới ngầm của cả thành phố Giang Thanh đang rối loạn. Nghiệp gia xoay người rời đi, Bàng đại ca cau mày. Ông ta đã đấu đá với Lôi đại ca mười mấy năm, thật sự ai cũng không thắng nổi sao. Lôi đại ca có tính cách dễ bị kích động, nhưng có thể chiếm được nửa địa bàn ở thành phố Giang Thanh, sao có thể là một người ngu xuẩn được. Không, không những không ngu xuẩn mà còn vô cùng khôn khéo. Đời này Bàng đại ca chỉ gặp Lôi đại ca vài lần mà thôi, giữa hai người bọn họ càng không có trao đổi gì. Nhưng mà, bọn họ đều anh hùng tiếc anh hùng. Rõ ràng là kẻ thù một mất một còn. Lại ngầm lợi dụng nhau. Không có Lôi đại ca, Bàng đại ca có thể dễ dàng thống trị thành phố Giang Thanh. Cũng giống vậy, không có Bàng đại ca, Lôi đại ca cũng làm được điều đó. Nhưng hai người không ai làm vậy, đều để lại một đường sống cho nhau lúc tranh đấu. Bọn họ biết, nắm giữ cả thành phố Giang Thanh tất nhiên thực lực sẽ lớn mạnh, đến lúc đó, gia tộc chống lưng cho bọn họ sẽ yêu cầu bọn họ bành trướng thế lực. Nhưng sau khi bành trướng thế lực rồi, thì đuôi to khó vẫy, khiến cho gia tộc phía Bắc kiêng kỵ. Một khi thực lực quá lớn thì bị tiêu diệt chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Còn nếu nắm giữ cả thành phố Giang Thanh, mà không thể mở rộng thế lực thì chắc chắn năng lực tự thân có vấn đề. Cho nên, Lôi đại ca và Bàng đại ca lựa chọn giống nhau, biết đủ để được yên bình. Bọn họ âm thầm giao ước cùng nhau chèn ép thế lực nhỏ khác, thậm chí tiêu diệt bọn họ.
Trong lúc hỗ trợ cho nhau cũng không ngừng đấu đá tranh giành, nhưng ai cũng không động đến mấu chốt của đối phương. Nhưng hôm nay, sau một đêm chủ nhân của nửa địa bàn ở thành phố Giang Thanh đã thay đổi. Phác Thiên Ưng xuất hiện ngay sau đó đánh về phía Lôi đại ca, làm cho ông ta trở tay không kịp. Thế cân bằng duy trì hơn 10 năm bị phá vỡ. Chỉ một lát sau, người đã được đỡ vào. Sắc mặt Nam Chiến tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên đã bị thương nặng. Anh Bàng, van xin anh, hãy cứu Lôi đại ca. Cậu nói cái gì? Bàng đại ca sửng sốt, Lôi đại ca chưa chết. Còn chưa chết, anh ấy ở. Anh ta còn chưa dứt lời, Nam Chiến đã nhìn ra trên mặt Bàng đại ca tràn ngập sự lạnh lùng. Bàng đại ca sẽ không đi cứu Lôi đại ca. Một anh hùng đã bị tước đi nanh vuốt bất quá cũng chỉ còn là một ông lão mà thôi. Đối với Bàng đại ca mà nói, không hề có ý nghĩa gì cả, anh ta cũng không cần phải mạo hiểm cứu người. Ngay cả Nam Chiến cũng biết, không có cách cứu Lôi đại ca được nữa. Chương 147, thành phố Giang Thanh cần trật tự mới. Sắc mặt Nam Chiến nhất thời ảm đạm, chậm rãi nói, anh Bàng, ngay cả tôi cũng anh cũng không cứu sao. Tôi có tiền, tất cả số tiền Lôi đại ca kiếm được hơn 10 năm nay đều ở trong tay tôi. Bao nhiêu tiền, Bàng đại ca nheo mắt lại, xem ra đây là một mối làm ăn rất được. Không, Nam Chiến do dự, không phải vì tiếc mạng không tiếc tiền, mà là anh ta có suy nghĩ khác. Chỉ cần anh Bàng có thể bảo vệ cho con của Lôi đại ca, tất cả tài sản lúc còn sống của Lôi đại ca đều thuộc về anh. Nam Chiến nghiến răng nghiến lợi. Nếu Lôi đại ca có thể nghe được nhất định sẽ rất cảm động. Lúc đối diện với sự sống chết mới có thể nhìn ra ai mới anh em thật sự. Bàng đại ca nhìn Đường Tuấn, trong lòng đã có tính toán. Ông ta khoát tay cho người đưa Nam Chiến đi tĩnh dưỡng. Nghiệp gia nói, anh Bàng, anh đang muốn làm gì vậy? Bàng đại ca mỉm cười, số tiền này sẽ phòng tay. Nghiệp gia nhíu mày, vừa rồi không phải anh nói. Bàng đại ca nói, người anh em, sự trung nghĩa của Nam Chiến khiến chúng ta bội phục. Nhưng, tiền này chúng ta không thể lấy. Nếu đã không thể lấy, thì phải đẩy đi một cách có lợi nhất. Sắc mặt nghiệp gia trở nên khó coi, chỉ sững sờ ở đó không nói lời nào. Bàng đại ca lắc đầu, cậu nghĩ anh thành dạng người gì rồi? Không nói đến quan hệ của tôi cùng với Lôi đại ca như thế nào, chỉ với phần nghĩa khí này của Nam Chiến chúng ta cũng nên giúp đỡ anh ta. Vậy anh còn đưa tiền? Tôi muốn đưa đến thành phố Giang Tư. Bàng đại ca nói, không phải anh ta không muốn chen chân vào chuyện của thế giới ngầm sao? Tôi lại muốn kéo anh ta vào. Không phải anh ta muốn lấy tiền xây dựng thành phố Giang Tư à? Vậy chúng ta vô cùng chính đáng giúp đỡ anh ta. Nhưng đã nhận tiền rồi thì người tất nhiên cũng phải nhận, đúng chứ? Lúc này nghiệp gia mới thả lỏng, cười nói, xin lỗi anh. Tôi hiểu lầm anh rồi. Bọn họ là anh em kết nghĩa với nhau. Bàng đại ca lắc đầu, lúc nãy tôi còn suy nghĩ làm sao để phá vỡ thế cục ở thành phố Giang Thanh này. Hiện tại đã có người nghĩ cách giúp chúng ta rồi. Đến lúc đó Giang Hải có không muốn cũng không được. Nghiệp gia nói, đúng vậy, Phác Thiên Ưng đang nhắm vào số tiền này, nếu anh ta biết nó đã rơi vào tay Giang Hải, nhất định sẽ đi đòi lại. Một lát sau, một chiếc xe chạy nhanh về phía thành phố Giang Tư. Trên xe chỉ có Nghiệp gia và Nam Chiến. Tuy Nam Chiến vẫn còn rất yếu, nhưng thoạt nhìn sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Cậu Giang sẽ nhận sao? Giọng nói của Nam Chiến rất nhẹ. Nghiệp gia nói, sẽ. Nam Chiến thở dài một hơi, anh nên để cho người đưa tôi đến thành phố Giang Tư sao lại tự mình lái xe đi. Phác Thiên Ưng giống như một con chó điên đang điên cuồng chiếm đoạt địa bàn. Nhưng Hoành Thiên Giai vẫn luôn im lặng chưa hề ra tay can thiệp. Nam Chiến lo lắng Phác Thiên Ưng đang điên cuồng sẽ ra tay với Bàng đại ca. Nghiệp gia nói, còn chưa ra khỏi thành phố Giang Thanh, Phác Thiên Ưng đã biết chúng ta rời khỏi. Anh Bàng cũng đi khỏi thành phố Giang Thanh từ sớm rồi. Trong thành phố Giang Thanh, Hoắc Yến Hoa vô cùng cay cú, như phát điên dẫn người xông đến chỗ của Bàng đại ca. Hai chữ kia nghĩa là gì? Anh ta nhìn lên bảng hiệu. Một đám đàn em đều gãi đầu, bọn họ có được học hành gì đâu. Cho dù hai chữ, thiên địa, không viết thành kiểu thư pháp như vậy bọn họ cũng không biết là chữ gì. Đập cho tao, Hoắc Yến Hoa hừ lạnh, Bàng đại ca chẳng qua là một tên lưu manh mà thôi, còn học đòi văn vẻ. Đứng ở trước của, Hoắc Yến Hoa hơi hơi nheo mắt lại. Bàng đại ca ở đây hơn 10 năm, chiếm cứ một nửa địa bàn ở thành phố Giang Thanh. Nhà họ Hoắc có ân oán với Bàng đại ca, bọn họ là kẻ thù truyền kiếp,
lúc Bàng đại ca còn trẻ, không ai trong nhà họ Hoắc dám đến tỉnh Hải Đông. Hoắc Yến Hoa cười lạnh, hơn 10 năm rồi, cuối cùng thì con người cũng không đấu lại năm tháng. Bàng đại ca đã già rồi. Cũng đừng nghĩ đến chuyện báo mối hận năm đó nữa. Đại ca, chúng ta vào không? Không, không cần thiết, bên trong không có ai. Hoắc Yến Hoa biết, Bàng đại ca là một con cáo già nhất định đã rời đi rồi. Biệt thự này không tệ, có cần vào xem có thứ gì đáng tiền không đại ca? Hoắc Yến Hoa lắc đầu, canh chừng nơi này, không ai được bước vào. Hoắc Yến Hoa không nói hiện tại anh ta không dám đi vào vì anh ta đang sợ, sợ Bàng đại ca có thiết kế bẫy dập gì ở bên trong. Vì an toàn, Hoắc Yến Hoa lựa chọn tạm thời rời đi, chờ thời cơ chín muồi lại đến chiếm nơi này. Bàng đại ca ở tỉnh Hải Đông nhiều năm như vậy, nếu nói không hề chuẩn bị đường lui thì khó ai tin được. Cho nên hết thảy lấy an toàn làm đầu. Con cáo già này rất giàu hoạt, chiếm cứ thành phố Giang Thanh mười mấy năm, mày thật sự là ông ta thật sự không thắng được Lôi đại ca sao? Xử lý Lôi đại ca xong tao mới biết được, ông ta cũng chỉ là con kiến mà thôi. Không cần phải gấp gáp, trộn được nhất thời không trốn được cả đời. Chỉ cần lão già kia lại xuất hiện, tao sẽ làm thịt ông ta. Bàng đại ca đã đi đâu? Hoắc Yến Hoa cũng lười phải nghĩ. Bàng đại ca có thể trở về nữa không, cũng khó nói. Hiện giờ, cục diện ở phía Bắc nhìn như ổn định, thật ra đã sớm hỗn loạn. Các gia tộc đã không rảnh để bận tâm đến chuyện ở tỉnh Hải Đông. Phía Bắc đang tiến hành thanh tẩy, Hoắc Yến Hoa thừa cơ hội này hốt tỉnh Hải Đông vào trong túi. Có tỉnh Hải Đông làm chiến tích, Hoắc Yến Hoa đã có thể đứng vững trong nhà họ Hoắc, không bao giờ bị người ta nói là đồ con hoang nữa. Có lẽ, anh ta còn có thể kế thừa vị trí gia chủ của nhà họ Hoắc. Không tìm thấy Bàng đại ca, Hoắc Yến Hoa lập tức tiến hành thanh trừ, sau đó kết nạp tất cả sản nghiệp của Bàng đại ca ở thành phố Giang Thanh. Trong một sòng bài ngầm, bảng hiệu đã bị vứt xuống đất, người ngã ngựa đổ. Đại ca Thang Trạch phụ trách quản lý nơi này ngã trên mặt đất, Hoắc Yến Hoa nhìn từ cao xuống, đạp lên đầu của ông ta. Phục hay là không phục? Thả anh của tao ra, mày có bản lĩnh thì đánh tao này. Thang Dương giống lên, nhưng ngay cả đứng anh ta cũng không đứng nổi, lảo đảo quỳ trên mặt đất, gân xanh hằn lên trên trán anh ta. Trơ mắt nhìn anh ruột chịu nhục mà anh ta không thể làm gì được. Tao hỏi lại một lần nữa, phục hay là không phục? Hoắc Yến Hoa cười nhạo, những người này cũng chỉ là con kiến mà thôi. Muốn tụi tao bán mạng cho mày, mày nằm mơ đi. Thang Trạch gian nan nói, có giỏi thì mày giết tao đi. Ộc, anh ta không có chút do dự, càng không có chút thương hại. Đâm một đao xuyên qua cổ Thang Trạch. Máu tươi phun tung tóe trên mặt Hoắc Yến Hoa, khiến anh ta càng thêm dữ tợn. Anh, tao đào mồ tổ tông nhà mày. Thang Dương trừng lớn hai mắt, nhìn anh mình chết đi. Hoắc Yến Hoa tao nhã lau vết máu trên người, thản nhiên nói, ném ra ngoài cho chó ăn. Hai mắt Thang Dương đỏ quạch tơ máu hằn lên, giãy giụa liều mạng xông về phía Hoắc Yến Hoa. Bộp, nhưng vừa đứng dậy anh ta đã bị tát ngã xuống đất. Hoắc Yến Hoa đạp lên mặt của anh ta, làm cho anh ta không thể động đậy. Mày, phục có hay không? Chỉ cần nói một chữ phục anh ta sẽ được tiếp tục sống. Nhưng một chữ này đại biểu cho việc anh ta phải làm trâu ngựa cho Hoắc Yến Hoa. Cả người Thang Dương run rẩy, dữ tợn nói, tao muốn xé xác mày ra, còn muốn tao khuất phục, mày đợi kiếp sau đi. Tao có thành ma cũng sẽ không buông tha cho mày. Anh ta giống lên, cho dù bị đạp không thể nhúc nhích nhưng vẫn không hề khuất phục. Muốn giết cứ giết. Người của anh Bàng không một ai là hồng mềm dễ bóp đâu. Không phải mày muốn chiếm địa bàn à? Mày nằm mơ đi. Anh Bàng sẽ trả thù cho tụi tao, cuối cùng mày nhất định sẽ không được chết tử tế. Thang Dương cũng chỉ có thể nguyền rủa. Bốp! Một tiếng động vang lên, Hoắc Yến Hoa đạp mạnh lên mặt Thang Dương. Thang Dương rên lên kêu không ra tiếng. Mặt của anh ta đã biến dạng, xương mặt phát ra tiếng kêu rôm rốp, cằm của anh ta bị đạp lệch sang một bên. Anh Bàng, hiện tại ông ta còn chưa lo xong cho chính mình, e rằng cũng không dám trở lại đây nữa. Ây, thật sự đáng tiếc, đời này ông ta cũng đừng nghĩ đến việc báo mối thù này. Ộc, lại là một dao, anh em nhà họ Thang đều bị giết cùng một cách. Hoắc Yến Hoa nhìn quanh bốn phía, đàn em của Bàng đại ca đứng đó, là những người ở đây hoặc đến từ nơi khác, bọn họ đều lộ vẻ sợ hãi. Khóe miệng của anh ta khinh thường nhếch lên, hiện tại các người lựa chọn đi theo tao hay là chết. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt,
làm chó cho tao, tao có thể sẽ cho chúng mày tất cả những gì chúng mày muốn. Tôi sẽ cho còn nhiều hơn so với anh bàng của chúng mày. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Hoắc Yến Hoa cười lạnh, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chẳng lẽ chúng mày muốn chết cả sao? Nói xong, anh ta lại đâm một dao vào ngực của một người. Tao hỏi lần cuối cùng, theo tao hay là chết? Bịch bịch, bịch bịch. Người thứ nhất, người thứ hai. Một người tiếp một người không ngừng quỳ xuống, không ai có thể bình tĩnh khi đối diện với cái chết. So với chết đi bọn họ lựa chọn quỳ sống. Hoắc Yến Hoa rất vừa lòng cười to. Anh ta tóm lấy được một người từ trong nhóm người ra. Mày hẳn là người bên cạnh bàng đại ca, đúng không? Phải phải. Tao hỏi mày, những thứ đáng giá của bàng đại ca đang ở đâu? Tôi không biết. Hoắc Yến Hoa cười lạnh, nếu không biết, vậy tao giữ mày lại còn có ý nghĩa gì? Chỉ một thời gian ngắn, thế giới ngầm của thành phố Giang Thanh bị thay đổi hoàn toàn. Ngay cả những đàn em trung thành với bàng đại ca và lôi đại ca cũng bị thủ đoạn tàn độc của Hoắc Yến Hoa ép chết hoặc khuất phục. Chỉ tốn vài ngày đã nắm được thành phố Giang Thanh, Hoắc Yến Hoa vô cùng đắc ý, vì đây là chuyện hơn 10 năm qua bàng đại ca cũng chưa làm được. Nhưng, Hoắc Yến Hoa lại càng nhíu chặt mày hơn. Biết được Nam Chiến đến thành phố Giang Tư, anh ta lập tức cho người đuổi theo. Nghiêm lệnh dặn dò, cho dù có đuổi tới nước ngoài cũng phải lôi Nam Chiến đang bị thương nặng về. Hoắc Yến Hoa là con riêng của Hoắc Thiên Lôi, nhà họ Hoắc phía Đông Nam, nhà họ Hoắc đã hợp tác với nhà họ Hoàng ở phía Bắc, địa bàn của tỉnh Hải Đông, nhà họ Hoắc có thể lấy được bao nhiêu thì lấy. 20 năm qua nhà họ Hoắc không dám vào tỉnh Hải Đông, hiện tại bọn họ biết cơ hội đã tới. Bởi vì lúc này phía Bắc đang loạn cả lên. Bạch Hùng bị cắm sừng hơn 20 năm, hiện tại muốn lật mặt với Lan Gia. Không bao lâu sau phía Bắc chia thành ba phe lớn. Hình thành nên thế cục có lợi cho cả ba. Tựa như hiệu ứng cánh bướm vậy, bắt đầu thay đổi lan rộng ra. Rất nhiều người sáng suốt đều nhìn ra được, cái sừng trên đầu Bạch Hùng chỉ là một mồi lửa mà thôi. Ngọn lửa này đốt lên những suy gì ti tiện vẫn luôn ẩn sâu của các gia tộc, cũng làm bùng lên rất nhiều mâu thuẫn. Nhất thời mọi người đều bắt đầu tính toán. Nguyên nhân vì thế cho nên phía Bắc không rảnh để bận tâm đến tỉnh Hải Đông này. Hoắc Yến Hoa sẽ thừa cơ hội này chiếm toàn bộ thành phố Giang Thanh, hơn nữa anh ta còn muốn cơ cấu lại thế giới ngầm cả toàn tỉnh. Tỉnh Hải Đông sắp sửa nghênh đón một đại ca quản lý tất cả ở thế giới ngầm. 20-30 năm nữa thế giới ngầm của tỉnh Hải Đông là của Hoắc Yến Hoa. Anh ta mới là đại ca của tỉnh Hải Đông. Chương 148, Lan Cửu. Hoắc Yến Hoa vẫy tay gọi tên đàn em đang đứng bên cạnh đến. Đi thông báo cho Chủ tịch Hoành. Đã có thể tiến hành thu lại nguồn tài nguyên của thành phố Giang Thanh rồi. Nhưng thế giới ngầm là của tao. Trong ô tô, hai mắt Nam Chiến vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Lăn lộn trong thế giới ngầm ngần ấy năm nay, có được có mất. Anh ta cũng từng nghĩ tới việc quay đầu lại nhưng đã bước một chân vào thì vĩnh viễn không ra được. Nhiều năm về trước, Lôi đại ca đã bàn với anh ta cùng nhau rời đi nơi thị phi này, tìm một nơi không ai biết đến mình sống cuộc sống bình thường. Nhưng sự thật quá tàn khốc, bọn họ đi không được, cũng trốn không thoát. Nam Chiến đang sợ, đang rất sợ. Có lẽ vì lớn tuổi rồi nên dễ dàng thấy sợ hãi. Nhưng Nam Chiến biết nỗi sợ này không liên quan gì đến tuổi tác. Chuyến đi đến thành phố Giang Tư này, bất luận Giang Hải có nhận mình hay không, Nam Chiến cũng biết kiếp này anh ta sẽ không bao giờ lăn lộn trong thế giới ngầm nữa. Rốt cuộc hai người đã gặp được Giang Hải, một đường coi như thuận lợi. Nhưng bọn họ không biết là, người của Giang Hải đã cản không ít phiền toái thay bọn họ. Nhìn Nam Chiến, Giang Hải cười hì hì, hoan nghênh thần tài đến thành phố Giang Tư đầu tư. Thế giới ngầm ở tỉnh Hải Đông thay đổi bất ngờ, chỉ có thành phố Giang Tư vẫn giống chốn bồng lai. Nghiệp gia cúi chào vừa muốn lên tiếng, Giang Hải lại nói, mang theo bao nhiêu phí bảo vệ đến. Nam Chiến cố gắng chống đỡ nửa ngày cũng không đứng thẳng được, thở phì phò, cậu Giang. Tài sản cả đời của Lôi đại ca đều ở đây. Nhưng mà tôi có một yêu cầu. Anh muốn ra yêu cầu với tôi. Giang Hải nghiêm mặt. Không không không, là thỉnh cầu. Nam Chiến vội vàng sửa miệng, thấy sắc mặt của Giang Hải dịu đi, anh ta mới nói, xin cậu Giang, bảo vệ giọt máu duy nhất của Lôi đại ca. Người đang ở đâu? Giang Hải không nhiều lời, anh là người làm ăn, đã nhận tiền của người ta thì phải làm cho tận trách. Đồng thời Giang Hải cũng rất khâm phục sự trung nghĩa của Nam Chiến. Nếu là người khác e rằng đã cầm tiền chạy trốn mất rồi.
số tiền này cũng không hề nhỏ. Một lát sau, Giang Hải gọi Kiếm Huyền đến. Ai có thể ngờ được con của Lôi đại ca lại chỉ sống một cuộc sống nghèo khổ bằng một cửa hàng tiện lợi nhỏ trong thành phố Giang Thanh. Anh có thể sống ở thành phố Giang Tư, Giang Hải nói với Nam Chiến. Sau đó nhìn về phía Đường Tuấn, còn anh, mau cút cho tôi. Tiền là do Lôi đại ca đưa, Nghiệp gia theo tới làm gì? Muốn Giang Hải bảo vệ không công à? Nghiệp gia cực kỳ xấu hổ, hiện tại anh ta còn có thể đi đâu đây? Thế giới ngầm của tỉnh Hải Đông giống như vừa trải qua một cơn sóng thần. Ngắn ngủn 10 ngày đã liên tiếp có người chết thảm, thậm chí không kịp chống cự. Quỳ xuống thì có thể sống sót. Nhưng làm chó của Hoắc Yến Hoa, Hoắc Yến Hoa muốn bọn họ cắn ai thì bọn họ sẽ cắn người đó. Tuy làm chó không địa vị không tôn nghiêm, ít nhất vẫn còn mạng sống. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lại lộ vẻ nịnh nọt tươi cười. Hiện tại trong thế giới ngầm vừa nhắc đến Phác Thiên Ưng ai ai cũng nơm nớp lo sợ. Ngay cả người bình thường cũng biết được hai vị đại ca của thành phố Giang Thanh cũng một chết một trốn. Không chỉ như thế, thế giới bình thường cũng sẽ được nếm mùi nhanh thôi, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Bởi vì Hoành Thiên Giai ra tay. Liên tiếp phối hợp với Hoắc Yến Hoa chèn ép mấy xí nghiệp, những người này không thể không giao ra cổ phần công ty của gia tộc để tự bảo vệ mình. Tài sản riêng của Hoành Thiên Giai nhanh chóng tăng vọt. Mà lúc này, thành phố Giang Thanh lại nghênh đón một người. Lan Cửu. Đúng vậy, người này trước kia là Bạch Hiệu. Đã bị đuổi ra khỏi Bạch gia không cho phép mang họ Bạch, càng không thể kế thừa Bạch gia. Bạch Hiệu, chỉ có theo họ mẹ. Lan gia hận Giang Hải. Sau khi biết được người gây ra tất cả là Giang Hải, Lan gia quyết định để Lan Cửu đi xử lý Giang Hải, bất chấp dùng cách nào. Vốn dĩ kế hoạch của Lan Cửu là trả giá cao một chút để kết hợp với Lôi đại ca và Bàng đại ca, cùng với thế lực của các gia tộc ở thành phố Giang Thanh, ép tập đoàn Uyển Như và Giang Hải vào đường chết. Nhưng còn chưa kịp hành động thì Lôi đại ca đã chết, Bàng đại ca tháo chạy, làm cho kế hoạch của anh ta hoàn toàn bị đảo lộn. Nhưng Hoắc Yến Hoa đột nhiên xuất hiện khiến Lan Cửu chú ý, kế hoạch của anh ta cũng thay đổi theo. Lan Cửu tìm đến Hoắc Yến Hoa, cả hai rất ăn nhịp với nhau. Vốn dĩ Hoắc Yến Hoa cũng không định buông tha cho Giang Hải, Nghiệp gia và Nam Chiến ở thành phố Giang Tư làm sao anh ta có thể không để ý được. Giang Hải to gan dám bảo vệ cho bọn họ. Mà hiện tại Lan gia còn chủ động dâng ưu đãi tới cửa, tất nhiên anh ta sẽ đồng ý rồi. Huống chi Hoắc Yến Hoa vừa tới tỉnh Hải Đông, nhu cầu cấp bách là phải đứng vững gót chân. Sau khi Lan Cửu tìm Hoành Thiên Giai để hợp tác, lại tìm đến Ung Tiểu Ni. Những người này đều hận Giang Hải đến nghiến răng nghiến lợi, Lan Cửu chỉ ra một cái giá rất thấp đã có thể cấu kết với bọn họ. Lan Cửu cười to như bị điên, bệnh tâm thần phân liệt lại nghiêm trọng hơn rất nhiều. Anh ta cầm lấy điện thoại. Mẹ, không bao lâu nữa con sẽ giết chết thằng con hoang kia rồi. Lan Cửu cười vô cùng dữ tợn. Không, con phải tra tấn nó từ từ. Lan Nhã Cát nói, con nắm chắc được bao nhiêu phần. Lan Cửu có chút do dự. Dù sao thì sau lưng Giang Hải không chỉ có Bạch gia ở phía Bắc, còn có Tạ gia, dường như, cũng có chút quan hệ với Thiên Lương. Lan Cửu vẫn chưa hiểu được sao Giang Hải có thể có liên quan đến những người này. Hơn nữa, địa vị của anh cũng không thấp. Nhưng có vẻ Giang Hải cũng không tiếp xúc nhiều với những người này. Giang Hải làm cho anh ta mất hết tất cả, Lan Cửu không quan tâm được nhiều như vậy, anh ta nhất định phải làm cho Giang Hải trả giá đắt. Giang Hải chỉ là một thằng con hoang. Lan Cửu rất hối hận vì 5 năm trước không giết chết Giang Hải. Lần trước ở thành phố Giang Tư, đầu tiên là bị đánh, sau đó là bị đuổi ra khỏi Bạch gia, càng làm cho anh ta hận Giang Hải thấu xương. Lan Cửu nói, cho dù Giang Hải có lợi hại đến mấy, chẳng lẽ nó dám đối đầu với nhà họ Hoàng. Hoành Thiên Giai đã chấp nhận đề nghị của con, ông ta sẽ phối hợp với chúng ta. Thế giới ngầm cũng có nhà họ Hoắc ở Đông Nam. Bất luận thắng thua Giang Hải đều phải trả giá đắt. Lan Nhã Cát nói, như vậy là tốt nhất. Con à, con không được ra mặt đối đầu với thằng con hoang kia, muốn bại nó phải dùng mưu kế. Mẹ yên tâm, Lan Cửu tắt máy. Anh ta ngẩng đầu lên cười to, cho đến khi cả người run rẩy, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy ra. Đến mức vì thiếu không khí mà bị sặc. Không lâu sau, trong một buổi gặp gỡ, Lan Cửu mặc bộ vest xa hoa, ra vẻ thân sĩ. Hấp dẫn không ít ánh mắt, nhất là những cô gái gợi cảm còn dùng ánh mắt trong veo động lòng người nhìn chằm chằm vào anh ta. Nhưng, Lan Cửu không hề để tâm, hiện giờ anh ta chướng mắt tất cả những thứ này.
thứ anh ta muốn là tất cả của Giang Hải. Không chỉ muốn Giang Hải chết, mà còn muốn cướp người đàn bà của Giang Hải. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho anh ta thỏa nỗi hận. Hoắc Yến Hoa đang bày ra vẻ mặt hung tợn chờ Mục Lang. Anh Hoắc, chẳng lẽ chuẩn bị xong để ra tay rồi? Lan Cửu ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Mấy em gái kia chủ động dựa vào, vươn bàn tay mềm mại như không xương trêu đùa ngực của Mục Lang. Nếu là trước kia, Hoắc Yến Hoa chiêu đãi như thế anh ta sẽ không tiện từ chối. Nhưng lúc này anh ta lại lạnh như băng đẩy bọn họ ra, nghi ngờ nhìn Hoắc Yến Hoa. Hoắc Yến Hoa ngậm xì gà, nghiêng đầu âm trầm nói, cậu Bạch. À không, ha ha, hiện tại tôi nên gọi là cậu Lan. Thật ngại quá, suýt chút nữa thì quên mất. Hiện tại cậu là người nổi tiếng, là cái sừng của Bạch gia. Ha ha ha. Sắc mặt của Lan Cửu trầm xuống, anh Hoắc, hiện tại tôi đại diện cho Lan gia, mời anh chú ý cách nói chuyện. Nhà họ Hoắc ở Đông Nam lăn lộn trong thế giới ngầm, mà Lan gia là gia tộc thượng lưu. Nếu như so sánh với nhau đúng là nhà họ Hoắc không dám chọc vào Lan gia. Nhưng trước khác nay khác, hiện giờ Lan gia đang đấu đến sức đầu mẻ trán với Bạch gia, tất nhiên không thể làm gì được anh ta. Hoắc Yến Hoa ngừng cười nói, cậu Lan, điều kiện các người đưa ra có phải quá ít rồi không? Lan Cửu cười lạnh, tên lưu manh này chưa làm được gì đã muốn lên giá, nghĩ cũng quá đơn giản rồi. Anh khẳng định có thể lật đổ Giang Hải à? Ăn nhiều quá, coi chừng nuốt không trôi đó. Anh chỉ mới đến tỉnh Hải Đông mà thôi, có đủ thực lực đối phó với Giang Hải hay không, cũng khó nói, phải không? Sắc mặt của Hoắc Yến Hoa cũng trở nên khó coi, dần dần dữ tợn. Cậu Lan, hiện tại phía Bắc loạn như vậy, Lan gia không có cách nào rút ra cho nên mới tìm tới tôi, đúng không? Giang Hải, là cái thá gì, có thể xử lý Giang Hải hay không, không phải cậu Lan đây nói là được. Có một vài chuyện tôi cũng không ngại nói thẳng. Lan gia đang muốn xử lý Giang Hải càng nhanh càng tốt. Nếu để cho tập đoàn Uyển Như tiếp tục phát triển, rốt cuộc ai càng khó chịu đây? Vẻ mặt của Hoắc Yến Hoa hung tàn, làm cho Lan Cửu cũng có chút khiếp sợ. Hoắc Yến Hoa nói mấy câu càng làm cho Lan Cửu quyết tâm. Thật đúng là không thể để cho Giang Hải tiếp tục phát triển, nếu không sẽ trở thành một vật cản lớn. Được, tôi có thể trả giá cao hơn. Nhưng tôi phải biết anh dựa vào cái gì để làm tôi tin tưởng anh nhất định có thể xử lý được Giang Hải. Hoắc Yến Hoa cười nói, tôi quen biết Trác Địch ở Đông Nam, hơn nữa, cũng mời được người này đến. Nói xong Hoắc Yến Hoa ra vẻ đắc ý. 2 năm gần đây danh tiếng của Trác Địch vang xa. Không ai biết anh ta thuộc môn phái nào nhưng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Mà Trác Địch trông chỉ mới chừng 20 tuổi. Tuy Trác Địch có tài năng, nhưng trời sinh tính tình kiêu ngạo cứng đầu. Không coi ai ra gì, xem người khác như cỏ rác càng không coi mạng người ra gì. Rất nhiều gia tộc gia muốn mời người này về, nhưng lại sợ mời thần dễ tiễn thần khó, cuối cùng lại tự rước lấy phiền phức cho mình nên không dám mời. Cậu Lan, chuyện này tôi sẽ sắp xếp, chẳng qua là Lan gia muốn giải quyết Giang Hải mà thôi, nếu để Trác Địch ra tay tất nhiên không có gì khó khăn. Khó là ở chỗ Lan gia, có thể mời người này đến hay không? Nói xong, Hoắc Yến Hoa đứng dậy rời đi. Nhìn mấy cô gái đang uống éo như rắn bên người Mục Lang. Cậu Lan, hãy hưởng thụ đi, đừng phụ lòng tốt của tôi. Lan Cửu ngồi ở đó, tùy ý những cô gái kia không ngừng quấy rầy trêu chọc, thậm chí đai lưng bị mở ra cũng không động đậy. Mời Trác Địch, Lan Cửu không biết đây có phải là phải chuyện tốt không. Người lớn trong nhà cũng đã nói Trác Địch này có tật trở mặt, nếu ai dính vào sợ là sẽ không được chết tử tế. Một lát sau, Lan Cửu cong cong khóe miệng. Quay đầu nâng cằm của cô gái kia. Mày như vẽ, mấy em gái này cũng hơi giống với người ở thành phố Giang Tư kia, nhưng mà bọn họ có mùi son phấn, cũng có vị phong tình. Đè đầu của cô gái kia xuống Lan Cửu ngẩng đầu thở dài một hơi. Chương 149, quá loạn rồi. Chậm rãi nhắm mắt lại, anh ta lẳng lặng hưởng thụ, ảo tưởng cô gái này là một trong hai người ở thành phố Giang Tư. Trác Địch, mời chào. Không, không cần mời chào, cho anh ta đủ lợi ích. Giao dịch một lần là được. Chỉ cần có thể tiêu diệt Giang Hải, hợp tác cùng ai, có gì đáng ngại chứ? Thành phố Giang Tư, nhóm người Kim Thâu vẫn điên cuồng tập luyện trong nhà xưởng như trước. Bọn họ đang phá vỡ cực hạn, cũng chịu được những đau đớn đến tận xương tủy. Giang Hải không thay đổi sắc mặt quan sát tất cả, tuy năng lực của nhóm Kim Thâu đang tăng lên với tốc độ biến thái, nhưng Giang Hải nhưng vẫn không hề vui mừng. Mà Tần Hiên đứng phía sau Giang Hải đang không ngừng thay đổi sắc mặt.
anh ta không chỉ bị 100 người này làm cho kinh sợ, mà quan trọng hơn là anh ta phát hiện hiện giờ Kim Thâu đã sắp vượt qua mình. Anh Giang, giọng nói của Tần Hiên run lên, không, cả linh hồn anh ta cũng đang run rẩy. Đây chính là 100 người đấy, nếu mỗi người đều mạnh hơn so với anh ta, ở Giang Hải trước mặt Tần Hiên sẽ trở nên không quan trọng nữa. Anh ta không ngờ mọi việc lại thành như vậy. Lúc này, anh ta nghĩ tới việc mình sắp trở thành một thứ vứt đi. Tần Hiên không nghĩ ra, vì sao lại như vậy? Vì sao Giang Hải không bồi dưỡng mình? Giang Hải rất bình thản, như nhìn thấu suy nghĩ của Tần Hiên, cậu không thích hợp. Thứ Giang Hải muốn là lòng trung thành. Mà Tần Hiên đã lăn lộn trong thế giới ngầm thời gian quá dài, trong lòng của anh ta đã bị nhuốm màu, thứ anh ta muốn chỉ có lợi ích của cá nhân. Là một người lõi đời, nên khi làm bất cứ chuyện gì đều phải nghĩ đến bản thân trước tiên. Mà nhóm Kim Thâu tuy rằng ước nguyện ban đầu của bọn họ là muốn đi theo Giang Hải để sống tốt hơn, cũng vì kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng những người này biết, không có Giang Hải bọn họ không bằng rác rưởi. Lòng trung thành từ đó mà sinh. Tần Hiên chỉ có thể chấp nhận, lui về phía sau nửa bước, trong lòng anh ta đang không ngừng cân nhắc, làm thế nào mới có thể một lần nữa được Giang Hải trọng dụng. Không được Giang Hải trọng dụng, Tần Hiên sẽ không là gì cả. Giang Hải lạnh nhạt hỏi, anh Hiên, anh thấy thế cục ở tỉnh Hải Đông thế nào? Cả người Tần Hiên run lên vội vàng ngẩng đầu. Anh Giang, tôi nghĩ, Lôi đại ca là bị thế lực phía Bắc trừ khử. Nói xong Tần Hiên thật cẩn thận quan sát vẻ mặt của Giang Hải. Vẫn không hề bận tâm như trước. Bàng đại ca đang cố ý làm như vậy. Ồ, Giang Hải nhướng mày, không ngờ anh có thể nhìn ra được chuyện này. Được tán dương, Tần Hiên lập tức nói tiếp, bàng đại ca muốn làm cho Phác Thiên Ưng càng nổi điên hơn. Như vậy cho dù anh ta có được tỉnh Hải Đông thì như thế nào? Thế giới ngầm đều muốn róc thịt lột da anh ta ra, đến lúc đó chỉ cần bàng đại ca hô một tiếng đã có thể tập hợp toàn bộ lực lượng, tất nhiên có chuyển bại thành thắng. Mà khi đó bàng đại ca sẽ trở thành đại ca duy nhất của tỉnh Hải Đông, một đại ca chân chính làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Giang Hải vừa lòng đích gật gật đầu, Tần Hiên không hổ là người đã từng làm đại ca, rất biết cách suy luận vấn đề. Tần Hiên thả lỏng, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói, bàng đại ca làm như vậy e là sẽ xảy ra chuyện xấu. Hửm, chuyện gì xấu? Giang Hải hơi nở nụ cười. Là anh. Giang Hải cười ha ha, từ chối cho ý kiến. Mấu chốt để phá vỡ cục diện này thuộc về anh là hy vọng duy nhất của tỉnh Hải Đông. Giang Hải nói, bàng đại ca hy vọng khi nào tôi ra tay. Tần Hiên đáp, điều này sợ là không phải do anh quyết định, quyền chủ động ở trong tay Phác Thiên Ưng. Nhưng anh Giang cũng có thể quyết định kết cục của Phác Thiên Ưng. Thật sự không ngờ Tần Hiên có thể phân tích đúng chỗ như vậy, xem ra anh ta đã được Tần Hạo dạy bảo không ít. Tuy Tần Hiên không đủ trung thành, nhưng Giang Hải cũng sẽ không vứt bỏ anh ta. Ở phương diện bày mưu tính kế thì Kim Thâu không bằng anh ta. Bọn họ chỉ biết sống chết chiến đấu, thiếu đi sự ổn trọng của Tần Hiên. Không bao nhiêu người có thể nhìn thấu điểm này như Tần Hiên. Ở tỉnh Hải Đông, có không ít người nhìn chằm chằm động tĩnh của thành phố Giang Tư. Nhưng phải làm cho bọn họ thất vọng rồi, Giang Hải Vân không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Đây có phải tín hiệu Giang Hải muốn phát ra hay không? Nếu Hoắc Yến Hoa thu phục toàn bộ tỉnh nhưng để lại thành phố Giang Tư, Giang Hải sẽ không để ý tới. Những người này không biết, Hoắc Yến Hoa tham lam đến mức nào. Cũng không biết Hoành Thiên Giai đã ngầm trợ giúp anh ta bao nhiêu. Càng không biết Bạch Gia ở phía Bắc cũng tham dự trong đó. Anh nâng tay lên, nhóm Kim Thâu lập tức ngừng huấn luyện, vội vàng tập trung lại. Một đám mồ hôi ướt đẫm, ngực thở phập phồng kịch liệt, nhưng trên mặt lại tràn đầy sự sảng khoái. Chính bọn nó cũng có thể cảm giác được mình đang mạnh lên, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Loại huấn luyện này rất khó khăn cũng rất kích thích, nếu như so với lúc trước, quả thực rất tàn khốc nhưng có hiệu quả rất nhanh. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, nhóm Kim Thâu giống như đã phá kén lột xác. Tần Hiên quả thực khó có thể tin được, sau này gặp Kim Thâu sẽ phải kêu một tiếng anh mao. Đứng ở trước mặt Kim Thâu, Tần Hiên mới phát hiện đáy lòng mình có một tia khiếp sợ. Anh ta đã không phải là đối thủ của Kim Thâu nữa. Đây là loại huấn luyện gì mà có thể kích phát toàn bộ tiềm năng của con người, quả thực quá đáng sợ. Giang Hải gật gật đầu, điều làm cho anh vui mừng là đến lúc này không có một người nào bị đào thải, toàn bộ đều liều mạng rèn luyện. Thậm chí trong đó có mấy người còn đang treo cánh tay, hiển nhiên là bởi vì huấn luyện cường độ quá lớn mà bị thương.
nhưng mặc dù như vậy, bọn họ cũng không dám lơ là. Bọn họ đang sợ, sợ bị đào thải. Giang Hải nói, gần đây tỉnh Hải Đông đã xảy ra một việc, các cậu biết chưa? Kim Thâu có vẻ có chút hưng phấn, hô lên, anh Giang, có phải có tên người chim phát thiên ưng nào đó đánh muốn tới thành phố Giang Tư hay không? Nếu anh ta đến đây cậu sợ không? Giang Hải hỏi. Sợ cái búa, ông chỉ nói một câu, làm rụng lông nó. Kim Thâu nói xong, 100 người cười vang. Bọn họ không hề sợ hãi, càng muốn nhân cơ hội nghiệm chứng thành quả trong khoảng thời gian huấn luyện này một chút. Giang Hải nói, Phác Thiên Ưng, lợi hại hơn Nghiệp Gia và Nam Chiến nữa. Các người cũng không sợ. Kim Thâu trực tiếp la lên, cho dù ông đây có chết, bọn họ cũng đừng mơ đến việc đào được mống gì ở thành phố Giang Tư, cũng đừng mơ động đến tập đoàn Uyển Như. Giang Hải rất vừa lòng, anh nhìn ra được nhóm Kim Thâu rất thật lòng, bọn họ trung thành với tập đoàn Uyển Như từ tận đáy lòng. Bọn họ chính là người của tập đoàn Uyển Như cũng là ngôi nhà cho bọn họ tất cả. Hiện tại tập đoàn Uyển Như cứ mang bọn họ. Ngày mai, bọn họ sẽ quên mình bảo vệ cho lợi ích của tập đoàn Uyển Như. Mau chóng nâng cao năng lực, nếu không gặp Phác Thiên Ưng các cậu sẽ chết. Sau này còn rất nhiều nơi để chơi nhưng lại không đi được. Một đống tiền, tôi cũng không biết nên cho ai. Nhà ở thành phố Giang Tư cũng không ai mua. Kim Thâu nói tiếp, mấy em gái xinh đẹp cũng không biết ngủ với ai. Lại một trận cười vang. Nhưng Giang Hải không cười. Nếu Phác Thiên Ưng đến đây, tôi sẽ sắp xếp xử lý. Những chuyện khác giao cho các cậu. Thở dài một hơi, Giang Hải buồn bã nói, tranh đấu trong thế giới ngầm thật sự buồn tẻ. Kim Thâu nhất thời trở nên phấn khởi, ánh mắt anh ta như muốn phát sáng. Tiếp xúc lâu như vậy, bọn họ cũng hiểu Giang Hải được một chút. Giang Hải nói như vậy, có nghĩa là anh không hề xem Phác Thiên Ưng, Đường Tuấn, Nam Chiến là cái thá gì cả, thậm chí, cũng lười động tay. Nhưng Tần Hiên lại nghe ra một ý khác. Giang Hải không muốn bị Bàng Đại Ca lợi dụng, bị dùng làm đao giết người thay cho ông ta. Đúng vậy, Giang Hải lười để ý đến đám người Đường Tuấn, chẳng lẽ lại quan tâm đến một lão già sắp hết thời như Bàng Đại Ca. Để Giang Hải ra tay vì Bàng Đại Ca, ông ta không xứng. Chưa đến 50 tuổi, những lăn lộn trong thế giới ngầm thì đã xem như người già. Nhưng mà Tần Hiên cảm thấy rất đáng tiếc. Hiện tại, cứ để cho toàn bộ thế giới ngầm của tỉnh chảy ra khỏi kẽ tay của Giang Hải như vậy sao? Cho dù anh làm giống như thành phố Giang Tư, quét sạch những thế lực lớn lớn nhỏ nhỏ, chỉ trừ một chút cơ sở kinh doanh đèn mờ không ảnh hưởng đến sự hài hòa ổn định. Cho dù như vậy, mỗi năm, số tiền có thể kiếm được trong cả tỉnh cũng không phải con số nhỏ. Khoát tay, Giang Hải nói, trở về huấn luyện, mấy ngày nay tôi sẽ không sắp xếp các cậu làm gì cả. Hiện giờ, lời của Giang Hải chính là thánh chỉ. Nhóm Kim Thâu không chút do dự, xoay người gào thét vọt trở về, thậm chí chủ động tăng cường độ huấn luyện. Nhìn một đám nhãi con như sói như hổ, Tần Hiên nuốt nước bọt, nhìn theo bóng lưng của Giang Hải, anh ta ngây ngẩn một lát. Giang Hải trở về tập đoàn Uyển Như, Tần Hiên cũng phải đi làm việc của mình. Tần Hiên ôm cảm xúc phập phồng, lập tức đi tìm Tần Hạo. Hai anh em này, một văn một võ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Rất nhiều lúc Tần Hạo thuận miệng một câu, đều khiến Tần Hiên phải cân nhắc rất lâu. Tần Hạo mới là kẻ lõi đời chân chính. Nghe Tần Hiên nói xong, Tần Hạo thở dài một hơi, dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn không thành thép nhìn chằm chằm Tần Hiên. Em đã phạm vào điều tối kỵ, Tần Hạo vỗ bàn. Em nói xem. Có chuyện gì mà anh Giang muốn em làm mà em lại do dự không? Tần Hiên còn cảm thấy oan ức, biện giải nói, những chuyện anh Giang bảo em làm có chuyện gì em không làm chứ? Hơn nữa, em đều làm gọn gàng sạch sẽ. Tần Hạo hiểu em trai của mình, nếu muốn đùa giỡn tâm cơ với người khác còn được, nhưng với Giang Hải thì nó quá non. Đừng nhìn Giang Hải tuổi không lớn, nhưng lòng dạ anh sâu đến mức ngay cả Tần Hạo cũng muốn bái phục. Không, là thúc ngựa cũng theo không kịp. Tần Hạo bóp cổ tay nói, không chỉ có anh Giang, bất luận là ai cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho đàn em của mình không toàn tâm toàn ý với mình. Còn em thì sao? Tần Hiên sửng sốt sau đó nhớ lại, vẻ mặt của anh ta dần xấu đi. Trước kia vẫn rất tốt, nhưng có vài chuyện gần đây đúng là Tần Hiên sợ đầu sợ đuôi. Lúc nghe Giang Hải nói muốn dẫn người đi thành phố Giang Thanh, Tần Hiên suýt nữa bị dọa tè ra quần. Lúc đối mặt với Nam Chiến, Tần Hiên cũng sợ. Sợ chết ở thành phố Giang Thanh không về được. Nhưng nghĩ đến Kim Thâu, chẳng lẽ anh ta không sợ? Anh ta cũng sợ,
nhưng Kim Thâu dám dựa vào lúc Giang Hải có mặt, lừa hai sát thần ở thành phố Giang Thanh một vố. Khi đó, Tần Hiên đứng ở bên cạnh không thốt chữ nào. Có vẻ rất bình thường làm cho người ta không tìm ra khuyết điểm. Nhưng không khuyết điểm lại là vấn đề lớn nhất. Thứ Giang Hải cần không phải là người không dám phạm sai lầm mà là người dũng cảm tiến tới. Nghe Tần Hạo nói một lát, Tần Hiên đã hiểu ra. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, với thái độ của Giang Hải đối với anh ta hiện giờ, muốn thay đổi thật sự rất khó. Cuối cùng, Tần Hạo nói, từ hôm nay trở đi, không được lo lắng thiệt hơn, anh Giang bảo em làm gì thì em làm cái đó là được. Đừng nghĩ mình quá thông minh nên người ta sẽ không phát hiện ra chút tâm tư này của em. Chương 150, người tới là ai? Tần Hiên không nói gì, liên tục gật đầu. Tần Hạo nheo mắt lại. Lại nói, em có biết vì sao anh Giang còn giữ em lại không? Tần Hiên mờ mịt. Đó là bởi vì em có thứ mà người khác không thể thay thế được. Cái gì? Sự cảnh giác, Tần Hạo nói, thằng nhóc Kim Thâu kia còn rất trẻ, làm việc không suy nghĩ trước sau. Nếu đã như vậy, sau này em càng phải chín chắn hơn, gặp phải vấn đề gì nhất định phải cân nhắc thật cẩn thận. Thà rằng hơi có yếu thế nhưng không để cho người của Giang Hải lâm vào nguy hiểm. Bảo vệ người của anh ấy chính là bản lĩnh của người mưu trí. Ở thành phố Giang Tư này, người hiểu Giang Hải nhất là Tần Hạo. Tần Hạo cúi đầu, đi qua đi lại. Chỉ cần em có đầu óc, em chính là người không thể thay thế. Để cho nhóm Kim Thâu ở phía trước chiến đấu cũng tốt. Đánh nhau là chuyện của bọn họ, em phụ trách dùng đầu óc. Hai mắt của Tần Hiên sáng lên, làm quân sư quạt mo. Dường như cũng là một sự lựa chọn không tồi. Người xưa có câu, người chỉ ngồi sau màn bày mưu nhưng thắng lợi từ xa xôi ngàn dặm. Không cần đánh đánh giết giết tất nhiên cũng càng an toàn. Trong văn phòng, nghe theo lời của Cố Uyển Như, Giang Hải đang máy móc đóng dấu tài liệu. Vốn dĩ đây là công việc của Thúy Họa, từ sau khi Tuệ Thái đến thực tập thì giao cho Tuệ Thái. Chưa được vài ngày, Tuệ Thái đã được sắp xếp đi làm việc khác, vì vậy công việc này rơi vào trên người của kẻ rảnh rỗi là Giang Hải. Giang Hải đã lăn lộn trong thế giới ngầm 5 năm, đã thấy nhiều chuyện người lừa tôi gạt cũng quen nhìn những chuyện máu me. Tỉnh Hải Đông đang loạn anh cũng không quá quan tâm. Bao giờ phiền phúc đến cửa thì tùy tay giải quyết là được. Giờ này Giang Hải đang ngắm Cố Uyển Như. Trên đời này, người có thể thật sự khiến Giang Hải liều mạng cũng chỉ có một mình Cố Uyển Như. Trong lòng Giang Hải đang nghĩ, không biết tối nay Cố Uyển Như sẽ nấu món gì cho mình. Từ sau khi học nấu ăn với Cố Vân Lệ, Cố Uyển Như dần dần không ghét bỏ việc bếp núc nữa, đặc biệt có Giang Hải làm bé ngoan thử đồ ăn, cô càng hưng trí bừng bừng. Cho dù có nấu dở đến mấy Giang Hải cũng không chê câu nào. Dở, có khó nuốt bằng một miếng cơm thiêu kia không? Chỉ cần là món ăn do Cố Uyển Như làm, Giang Hải đều có thể vui vẻ chịu đựng. Nhưng mà trong lòng anh rất không yên. Trời mới biết lúc này Cố Uyển Như đang tính toán cái gì trong đầu. Đau, cũng rất vui vẻ. Nhưng quá khổ cho Lôi Nhân Hào và Cố Vân Lệ rồi. Đến giờ cơm như đến giờ tra tấn. Về đến nhà, Cố Uyển Như lập đeo tạp dề lên, phòng bếp là phòng thí nghiệm của cô. Món ăn thứ nhất là sườn lợn nấu giấm. Tuy rằng thoạt nhìn đen đen nhưng mùi hương có vẻ rất được. Lôi Nhân Hào rất khách sáo, Tiểu Giang, con nếm thử trước đi, Uyển Như làm cho con đấy. Cố Vân Lệ cũng vô cùng ảo não, do bà đề nghị Cố Uyển Như học nấu cơm. Đứa nhỏ này. Làm chuyện gì cũng rất thông minh, nhưng đụng đến nấu ăn sao lại thành ra như vậy chứ? Giang Hải cũng không để ý, gắp một miếng sườn nhét vào miệng. Giang Hải rất hưởng thụ chép miệng, vợ à, càng ngày em nấu càng ngon hơn rồi đó. Thật à, Lôi Nhân Hào có chút không dám tin, cầm đũa lên nhưng rất nhanh lại buông xuống. Ấy chà, tôi mới vừa uống thuốc xong, phải đợi một lúc nữa mới ăn được. Ông uống thuốc gì chứ? Cố Vân Lệ liếc nhìn ông một cái, không phải ông. Vừa mới uống thuốc, Lôi Nhân Hào nháy nháy mắt. Cố Vân Lệ hơi giật mình rồi nói, đúng đúng đúng, tôi cũng phải đi uống thuốc, gần đây bệnh dạ dày lại tái phát. Cha, mẹ, hai người không ăn à? Cố Uyển Như hỏi. Các con ăn trước đi, cha mẹ phải đợi một lát nữa mới ăn. Cố Vân Lệ lập tức xua tay, nếu nguội thì lát nữa mẹ sẽ hâm lại. Sắc mặt Giang Hải kỳ lạ, nhìn chằm chằm một mâm sườn, vợ. Gần đây anh ăn hơi ít. Nói bậy, lúc chưa anh còn ăn như hổ đói cơ mà. Cố Uyển Như hừ một tiếng, một mâm này không được chừa miếng nào. Vợ, thật ra,
Giang Hải có chút đau khổ, anh cũng có bệnh dạ dày, hay là để anh đi uống thuốc? Anh có ăn không? Cố Huyền như giận, cầm cái muỗng chỉ vào mũi Giang Hải. Giang Hải vội vàng cười làm lành, ăn, sườn ngon như vậy đương nhiên phải ăn rồi. Thật ra anh có thể ăn hai mâm, một mâm này không đủ. Thật à, hai mắt Cố Huyền như sáng lên, anh đợi một lát, còn một phần nữa, giờ em đi nấu luôn. Mẹ này em cũng chưa hài lòng lắm, hình như đã quên cái gì rồi, để em suy nghĩ xem. Giang Hải muốn tìm một miếng đậu phụ đâm đầu chết đi cho rồi, anh tự tát mình một cái, ai bảo miệng rộng, thật sự là càng nói càng sai. Trong biệt thự của Hoắc Yến Hoa ở thành phố Giang Thanh. Mục Lang, sốt ruột như đang đứng trên đống lửa. Vẻ mặt của Lan Cửu cứng ngắc, anh ta không dám thở mạnh, cũng không dám hành động tùy tiện với thanh niên ngồi đối diện kia. Ngay cả Hoắc Yến Hoa cũng có chút căng thẳng. Nếu so với thanh niên này anh ta chả là cái thá gì cả, hiện tại có thể mời người này đến cũng vì đưa ra được cái giá đủ thuyết phục. Rượu đã đặt sẵn trên bàn, ngồi ở chủ vị là thanh niên mắt xếch lạnh lùng, thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi, nhưng trên người anh ta lại toát ra hơi thở chết chóc nồng đậm. Vẻ mặt kiêu căng, ánh mắt âm trầm, tàn nhẫn làm cho người ta sợ hãi. Người này chính là Trác Địch. Anh Trác, bên này là các món Đông Nam, bên này là các món đặc sản tỉnh Hải Đông. Tôi mất rất nhiều công sức mới mời được đầu bếp. Hoắc Yến Hoa cười gượng, đối mặt với Trác Địch đáy lòng anh ta vẫn là rất sợ hãi. Người này vui giận khó đoán, chỉ thích làm việc theo ý mình. Hôm nay xem mày là bạn, có lẽ ngày mai đã muốn lấy mạng mày rồi. Nếu không phải muốn nắm giữ toàn bộ tỉnh Hải Đông, anh ta sẽ không dính dáng đến Trác Địch. Tôi đến tỉnh Hải Đông là để ăn cơm. Giọng nói của Trác Địch lạnh như băng, ở Đông Nam tôi không có cơm ăn. Lan Cửu và Hoắc Yến Hoa nhìn nhau, không khí nháy mắt trở nên cực kỳ gượng gạo. Hoắc Yến Hoa cười gượng, anh Trác đến tất nhiên là để làm chuyện lớn. Đúng đúng đúng, anh Trác, tôi kính anh một ly. Lan Cửu cũng vội vàng nói. Trác Địch bưng ly rượu lên, nhưng không uống mà đặt thật mạnh lên bàn. Phác Thiên Ưng, cậu mời khách uống rượu, ngoại trừ mấy món này thì không còn gì khác sao? Còn muốn có gì khác? Hoắc Yến Hoa thấy Trác Địch lạnh mặt, đột nhiên nhớ ra, ngượng ngùng cười, tất nhiên không phải chỉ có mấy món này, anh Trác, chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi. Nhưng mà, ở tỉnh Hải Đông nên uống vài ly trước mới có trò hay. Lúc này Lan Cửu mới hiểu được, cũng cười theo. Trong lòng anh ta lại không vui nổi. Anh ta là cậu chủ của Bạch gia. Không, Lan gia, Trác Địch chỉ là một tên lưu manh lại dám giễu võ dương oai, bày dáng vẻ ông đây lớn nhất, anh ta thoải mái sao nổi. Lan Cửu nói, tỉnh Hải Đông có phong tục của tỉnh Hải Đông, sau khi uống rượu tất nhiên sẽ đến thời gian vui vẻ. Trác Địch ừ một tiếng, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hai người Hoắc Yến Hoa cũng vội vàng uống theo. Anh ta vỗ vỗ tay lập tức có hai cô gái e thẹn bước vào. Trong tay bưng rượu, kìm nén đến mức mặt hồng hồng. Đúng vậy, là kìm nén. Đây là do Hoắc Yến Hoa dặn dò, bởi vì Trác Địch có một ham mê đặc biệt. Rất có hứng thú với vợ của người khác. Nhất là phụ nữ hơn 30 tuổi vẫn còn xuân, nếu như anh ta thấy hợp ý thì chắc chắn sẽ không cưỡng lại nổi. Hai người phụ nữ có dáng người đẫy đà, chăm sóc sắc vóc vô cùng tốt, hẳn là hợp ý của Trác Địch. Nhưng Trác Địch ngẩng đầu nhìn một cái sau đó hừ lạnh một tiếng. Anh ta không có hứng thú với hai người này. Với thân phận và địa vị của anh ta đã chơi đùa không biết bao nhiêu người rồi. Anh ta không ham loại phụ nữ này nữa. Thứ Trác Địch muốn là loại phụ nữ có khí chất mạnh mẽ, cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Chinh phục những người như vậy mới làm cho anh ta sảng khoái. Hai người kia thả rượu xuống, thấp giọng chào Trác Địch một câu, sau đó cứng đơ tại chỗ. Bọn họ còn chờ chỉ thị tiếp theo. Dựa theo dự tính của Hoắc Yến Hoa, Trác Địch nhất định sẽ ưng ý, không cần tiếp đón sẽ lập tức nhào lên. Nhưng một màn này lại làm cho anh ta không biết làm thế nào mới tốt. Hai người phụ nữ đi cũng không được ở lại cũng không xong. Trác Địch giận tái mặt, cười lạnh, chẳng lẽ tỉnh Hải Đông chỉ còn lại thứ như vậy? Cậu Lan, cậu đang cảm thấy tôi nên ăn cơm thừa. Nên dùng đồ vứt đi. Khóe miệng Lan Cửu run rẩy, chỉ có thể cười gượng. Đang ở trong biệt thự của Hoắc Yến Hoa, sao Trác Địch lại nhằm vào anh ta đây? Hoắc Yến Hoa suy nghĩ một lát. Lên tiếng, anh Trác, hai vị đây là vợ lớn và vợ nhỏ của cậu Lan, ở với cậu Lan vài năm rồi. Tuy không kết hôn, nhưng đã sinh hai đứa. Ồ, mắt của Trác Địch sáng lên,
nếu là người của Lan Cửu thì có thể nhấm nháp một chút. Hai người này chỉ là thứ yếu, chủ yếu là Trác Địch muốn thử xem cậu chủ Lan gia dạy dỗ người của mình như thế nào. Dù sao thì người có cơ hội cắm sừng Lan gia cũng không nhiều lắm. Lan Cửu sửng sốt một lát, đây là lần đầu tiên anh ta gặp hai người này, sao họ lại thành vợ mình rồi? Thật sự là người đang ngồi trong nhà sừng trên trời rơi xuống. Sợ Lan Cửu nói ra, Hoắc Yến Hoa lập tức dùng ánh mắt nhắc nhở. Nếu chuyện Lan Cửu đưa vợ cho người khác truyền ra ngoài, anh ta còn dám nhìn mặt ai nữa chứ? Vốn dĩ lúc Lan Nhã Cát mang Lan Cửu trở lại Lan gia đã không được hoan nghênh. Việc này mà đến tai Lan gia chắc chắn sẽ bị bọn họ phỉ nhổ đến chết. Nhưng dưới tình huống này, Lan Cửu chỉ có thể nuốt cơn giận này xuống. Anh ta cúi đầu xuống, mặt đỏ lên, trong lòng bắt đầu hận Hoắc Yến Hoa. Đến đây, hai em gái, ngồi xuống đây nào. Trác Địch vỗ vỗ hai cái đùi của mình. Hai người kia xấu hổ không dám bước lên, hơi thở chết chóc kia làm cho bọn họ sợ hãi. Hai người đó dựa theo chỉ thị của Hoắc Yến Hoa nhìn về phía Mục Lang. Sao vậy, cậu Lan thương nể mặt tôi. Trác Địch cho rằng Lan Cửu bị cắm sừng nên khó chịu, có phản ứng như vậy cũng bình thường. Anh ta càng hưởng thụ bộ dạng xấu hổ và giận dữ của Mục Lang, chỉ có như vậy chơi đùa mới thêm kích thích. Lan Cửu khoát tay ý bảo hai người kia nghe lời, Trác Địch cười lớn, mỗi tay kéo một người vào trong lòng. Sau đó có một tiếng động lớn vang lên, Trác Địch vung tay quét đồ ăn trên bàn xuống, chén bát vỡ tan. Trực tiếp hất sạch đồ ăn còn chưa động đũa xuống đất để có chỗ thích hợp cho việc vận động. Sau đó là tiếng quần áo bị xé nát. Lan Cửu đứng lên, anh Trác, tôi đi vệ sinh. Đừng, lát nữa chúng ta cùng đi. Trác Địch lại cười to. Thiếu Lan Cửu ngồi xem sẽ mất vui. Lan Cửu đành phải phẫn nộ ngồi xuống, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Anh Trác, anh đừng như vậy. Chồng ơi, cứu em. Hu hu hu. Tất cả đều do Hoắc Yến Hoa sắp xếp, bọn họ kêu càng thảm, Trác Địch lại càng hưng phấn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 150.